Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 165. Sau khi dừng lại, sắc mặt Cổ Nghĩa trở nên hơi khó coi, lúc này, toàn bộ cánh tay phải của lão ta đã không còn. Sáu người vẫn không thể hoàn toàn chặn lại một kiếm của Diệp Huyên. Diệp Huyên ở phía xa cũng hơi khiếp sợ. Thực lực của sáu người này không tầm thường chút nào. Đều là thực lực chân chính. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, hắn lại biến mất. Vụt. Một tia kiếm quang lóe lên. Sắc mặt Cổ Nghĩa lập tức thay đổi, đồng loạt ra tay. Sau đó, lão ta và năm người phía sau đồng loạt xông lên. Đại chiến diễn ra. Diệp Huyên lấy một địch sáu. Sáu người đều là thần cách cảnh đỉnh cao, đã luyện được thần cách, hơn nữa còn không hề có ngoại vật giúp đỡ. Nhưng dù thế, lúc đối mặt với Diệp Huyên, sáu người chẳng những không chiếm được lợi thế mà còn bị hắn áp đảo. Kiếm của Diệp Huyên chẳng những nhanh mà còn có thể đâm thủng phòng ngự của bọn họ. Trước thanh kiếm kia của Diệp Huyên, thần thể gì đó chẳng khác nào là giấy cả. Tĩnh Chi trong bóng tối lẳng lặng quan sát. Lúc mấy người Diệp Huyên và Cổ Nghĩa đại chiến, nàng ấy vẫn luôn theo dõi. Lúc này, nét mặt nàng ấy rất nặng nề. Nàng ấy vẫn luôn biết là Diệp Huyên rất mạnh, nhưng không ngờ Diệp Huyên lại mạnh đến mức này. Sáu người Cổ Nghĩa này cũng không phải cường giả thần cách cảnh bình thường, ở cổ ma tộc, bọn họ đều là những cường giả đứng đầu, cũng là lão quái vật đã sống ít nhất mấy trăm nghìn năm. Không chỉ thực lực mà cả kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Mà lúc này, bọn họ lại bị Diệp Huyên áp đảo. Diệp Huyên mới chỉ là thần thể cảnh mà thôi. Vượt cấp một địch sáu. Mà đây đã là thực lực thật sự của Diệp Huyên rồi ư. Nàng ấy cho rằng chắc chắn không phải, vì Diệp Huyên còn chưa sử dụng huyết mạch chi lực đáng sợ kia. Huyết mạch phong ma, bây giờ, Diệp Huyên đang dùng sáu người này để rèn luyện. Diệp Huyên mới thăng lên thần thể cảnh, điều hắn cần nhất bây giờ chính là chiến đấu, mà Tiểu An và Tĩnh Chi thì lại quá mạnh, không thích hợp để rèn luyện, vì như thế chỉ có thể ăn đòn mà thôi. Thực lực của mấy người nhóm Cổ Nghĩa lại vừa khéo. Đối tượng rèn luyện hoàn mỹ. Phía xa, Diệp Huyên càng đánh càng hăng, còn mấy người Cổ Nghĩa thì đã hoàn toàn bị Diệp Huyên áp đảo. Kiếm của Diệp Huyên quá mạnh, sáu người đều không dám đỡ. Lúc này, Diệp Huyên phía xa đột nhiên dừng lại, hắn vừa mới dừng lại, sắc mặt Cổ Nghĩa thoáng chốc thay đổi, lão ta nâng tay phải giữ lấy cổ họng mình. Phụt! Cổ họng lão ta rách ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhất kiếm chém đầu. Cổ Nghĩa điên cuồng hét to, ra tay. Lão ta vừa dứt lời, năm người sau lưng đồng thời biến mất. Mà Diệp Huyên lại chém thêm một phát nữa. Ầm. Một vùng tinh không lập tức sụp đổ, năm người kia bị chém lui. Khi bọn họ dừng lại, đầu Cổ Nghĩa đã rơi xuống. Cuối cùng lão ta vẫn không thể ngăn lại chiêu kiếm kia của Diệp Huyên. Chẳng những bay đầu mà cả linh hồn cũng bị kiếm của Diệp Huyên hút mất. Thấy cảnh này, sắc mặt năm người còn lại lập tức thay đổi, một ma nhân trong đó lên tiếng, rút lui. Sau đó, gã và bốn người bên cạnh lập tức bỏ chạy. Tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, mới thế đã bỏ chạy rồi sao? Không đánh nhau nữa à? Lúc này, Tĩnh Chi bước ra, Diệp công tử, người thật sự khiến người khác bất ngờ đấy. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tĩnh Chi, cười nói, Tĩnh Chi cô nương, cô có chuyện gì sao? Nếu có thì xin nói thẳng, nếu không thì ta đi đây. Cô biết đấy, ta rất bận rộn. Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, người thật sự có thể khiến cô gái váy trắng nói ra cách thoát khỏi vũ trụ này sao? Diệp Huyên xoay người rời đi. Tĩnh Chi nhíu mày, một khắc sau, nàng ta xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, chúng ta có thể hợp tác. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, không hợp tác. Tĩnh Chi khẽ nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên cười đáp, vì cô không có thành ý. Tĩnh Chi cô nương, cô là một người thông minh, nhưng lại quá thông minh. Dứt lời, hắn xoay người ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Tĩnh Chi im lặng. Đương nhiên nàng ta hiểu ý Diệp Huyên. Thế nào là có thành ý? Trực tiếp tuyên chiến với cổ ma tộc. Đó chính là có thành ý.
nhưng nếu khai chiến với cổ ma tộc, kế hoạch của nàng ấy sẽ hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, Diệp Huyên thân thiết với Tiểu An hơn nàng ấy. Thật ra người chặn giữa nàng ấy và Diệp Huyên chính là Tiểu An. Nếu không có Tiểu An, chắc chắn nàng ấy sẽ chọn Diệp Huyên, nhưng có Tiểu An, khiến nàng ấy hơi do dự. Vì nàng ấy và Tiểu An chắc chắn sẽ không hòa thuận. Nhưng nếu không chọn Diệp Huyên, sau này chắc chắn Tiểu An có thể dựa vào hắn mà bước lên cấp bậc cao hơn. Khi đó, chênh lệch của nàng ấy và Tiểu An sẽ ngày càng lớn. Nghĩ đến đây, Tĩnh Chi xoay người rời đi. Lúc này, nàng ấy đã có quyết định rồi. Diệp Huyên đi tới tinh vực mà Tiểu An đang chiến đấu với tộc trưởng cổ ma tộc, không thể không nói, cổ mệnh này thật sự rất mạnh. Cường giả thần hồn cảnh đỉnh cao. Cường giả cấp bậc này, tạm thời Diệp Huyên vẫn không thể đối phó được. Dù sao y cũng đã tu luyện ít nhất mấy trăm nghìn năm rồi. Dù là kinh nghiệm chiến đấu hay thông thạo võ kỹ cũng đã đạt tới đỉnh cao. Thật ra Diệp Huyên cũng hơi khiếp sợ trước thực lực của Tiểu An. Tiểu An quá mạnh. Đều là cường giả đứng đầu ở tinh vực thần cổ. Lúc này, cổ mệnh ở tinh không phía xa đột nhiên phân thân làm ba, một khắc sau, ba người đồng thời ra quyền. Dưới ba quyền, Tiểu An lập tức lùi lại mấy vạn trượng, đồng thời, tinh vực nơi đó cũng sụp đổ. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, lần này, Tiểu An yếu thế rồi. Hắn nhìn cổ mệnh, hai bên cổ mệnh có hai người giống hệt với y. Phân thân. Lúc đầu Diệp Huyên nghĩ đó là phân thân, nhưng phân thân có thể có lực lượng đáng sợ như thế sao? Tiểu An cất lời, thân ngoại hóa thân. Cổ mệnh khẽ mỉm cười, đúng thế. Từ trước đến giờ, chỉ có ta tu luyện đến đại thành thôi. Thân ngoại hóa thân. Đây là kỹ năng thần thông chí cao vô thượng của cổ ma tộc, nếu tu luyện đến trình độ cao nhất, có thể một biến thành ba, cũng chính là thân ngoại hóa thân. Mà kỹ năng thần thông tối cao này chỉ có hai người của cổ ma tộc tu luyện thành công, người đầu tiên là tổ tiên sáng tạo ra công pháp này, người thứ hai chính là cổ mệnh. Hai phần thân ngoại hóa thân có thể có lực lượng gần bằng 9 phần sức mạnh của bản thể. Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Tiểu An ở phía xa chậm rãi siết chặt tay. Đương nhiên nàng sẽ không chịu thua. Vào lúc nàng ấy định ra tay một lần nữa, cổ mệnh đột nhiên quay đầu nhìn xuống Diệp Huyên, một khắc sau, y và hai phần thân ngoại hóa thân lập tức biến mất. Oanh oanh oanh. Ba luồng lực lượng hủy thiên diệt địa lao thẳng về phía Diệp Huyên. Sắc mặt Tiểu An lập tức thay đổi, nàng giẫm chân phải, sau đó biến mất. Xúc địa thành thốn. Lúc này, tốc độ của nàng hoàn toàn vượt qua vũ trụ thời không này. Đương nhiên chỉ là trong một khoảnh khắc mà thôi. Mà đây cũng là một trong những lá bài tẩy của nàng. Trong nháy mắt, Tiểu An xuất hiện trên bầu trời trước mặt Diệp Huyên, nàng giơ hai tay lên đỡ. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng. Hai bóng người đồng thời lùi lại. Chính là Tiểu An và cổ mệnh. Hai người đều lùi khoảng 10.000 trượng, lúc Tiểu An dừng lại, hai cánh tay nàng hoàn toàn hóa thành hư vô, chẳng những thế, khóe miệng nàng còn có một giọt máu tươi chậm rãi chảy ra. Nhưng một khắc sau, nàng lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đưa lưng về phía Diệp Huyên, huynh đi trước đi. Đi trước, Diệp Huyên nhìn Tiểu An đã mất hai cánh tay trước mặt, hắn ngây người. Thấy Diệp Huyên không di chuyển, Tiểu An hơi nhíu mày, nàng lại nói, huynh đi trước đi. Cổ mệnh đã tu luyện thân ngoại hóa thân đến đại thành, nàng hoàn toàn không thể đối phó được y. Dù sao so với cổ mệnh, thời gian tu luyện của nàng ít hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Huyên vẫn không di chuyển. Tiểu An đang định lên tiếng thì Diệp Huyên chợt xuất hiện bên cạnh nàng, hắn khẽ cười hỏi, tại sao ta phải đi trước? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, chúng ta không đánh lại ông ta. Diệp Huyên cười, ta đi rồi để muội chết ở đây à? Tiểu An im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, trở về tiểu tháp dưỡng thương đi. Tiểu An nhìn chằm chằm Diệp Huyên, huynh không đánh lại ông ta đâu. Diệp Huyên cười, vậy thì sao chứ? Dù sao ta cũng không thể để nữ nhân của ta chết vì ta được. Tiểu An khẽ nhíu mày, nữ nhân của huynh. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, lỡ lời. Lỡ lời.
Tiểu An nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, mau đi vào tiểu tháp đi. Dứt lời, hắn lập tức đưa Tiểu An vào trong tháp. Cổ Mệnh ở phía xa quan sát Diệp Huyên, cười nói, người rất ưu tú, dù ở tinh vực thần cổ, người cũng có thể được xem là người ưu tú nhất. Diệp Huyên cười nói, cảm ơn vì đã khen. Cổ Mệnh cười một tiếng, sau đó nói, thật ra, ta càng muốn biết về hai người đứng sau ngươi hơn. Cũng chính là phụ thân và muội muội ngươi, theo điều tra của ta, hình như bọn họ đều rất phi thường. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ông khiến ta nhớ đến một người cũng từng tự tin giống như ông. Cổ Mệnh cười hỏi, là ai? Diệp Huyên đáp, Thiên Diệp. Thiên Diệp. Cổ Mệnh khẽ nhíu mày, Thiên Diệp là ai? Diệp Huyên cười đáp, tộc trưởng Diệp tộc của thượng cổ thiên giới, ông ta cũng từng tự tin giống như ông, mà bây giờ, cỏ trên mộ ông ta đã cao mấy trượng rồi. Thiên Diệp. Cổ Mệnh lắc đầu cười khẽ, người đi so sánh ta với một con kiến ư. Diệp Huyên đáp, ở trong mắt phụ thân của ta và Thanh Nhi, các ông không khác nhau là mấy. Ha ha. Cổ Mệnh chợt bật cười, Diệp Huyên, người đúng là ngông cuồng. Đương nhiên, sở dĩ ngươi ngông cuồng là vì ngươi rốt nát. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, có lẽ là thế. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, ta cảm thấy nam nhân với nhau nên nói nhảm ít thôi. Sau đó, hắn đột nhiên biến mất. Cổ Mệnh vung tay áo. Oanh! Một lực lượng hủy thiên diệt địa lan ra từ trong tay áo của y. Ầm! Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên lập tức bị đánh bay. Nhưng vào lúc đó, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở cổ họng của Cổ Mệnh. Nhất kiếm chém đầu. Xoẹt. Cổ họng của Cổ Mệnh chợt nứt ra, nhưng một khắc sau, tay phải của y đã nắm lấy kiếm quang ở cổ họng. Sau đó, y siết chặt tay. Ầm. Kiếm quang vỡ tan. Nhưng lúc này, Diệp Huyên chợt xuất hiện trên đầu y, sau đó, một tia kiếm quang chém thẳng xuống. Cổ Mệnh híp mắt lại. Sau đó đánh ra một quyền. Ầm. Lại một tia kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên bay ra xa, còn Cổ Mệnh cũng lùi lại mấy trăm trượng. Rút kiếm định sinh tử. Lần này, Diệp Huyên đã trồng lại 920 đạo rút kiếm định sinh tử. Trong khoảng thời gian tu luyện trong tiểu tháp, rút kiếm định sinh tử của hắn đã có thể trồng lại 920 đạo. Nhưng hắn phát hiện càng về sau càng khó trồng nhiều thêm. Cổ Mệnh nhìn tay phải của mình, trên cánh tay phải của y xuất hiện một vết kiếm sâu, có thể thấy cả xương trắng bên trong. Cổ Mệnh híp mắt, y ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên phía xa, đang định cất lời thì lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Cổ Mệnh lập tức đánh ra một quyền. Oanh! Kiếm Thanh Huyên bị cú đấm này làm dừng lại. Lúc này, mười mấy tia kiếm quang đột nhiên bay ra từ không gian xung quanh Cổ Mệnh, sau đó chém lên người y. Oanh 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 oanh. Trong nháy mắt, Cổ Mệnh bị mười mấy tia kiếm quang bao phủ. Diệp Huyên đang muốn thừa thắng xông lên thì những kiếm quang kia chợt vỡ tan, cùng lúc đó, một tàn ảnh lao về phía hắn. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, sau đó, hắn nâng kiếm lên đỡ. Kiếm vực vô địch. Oanh. Diệp Huyên lập tức lùi lại cả nghìn trượng, vừa mới dừng lại. Khóe miệng của hắn đã có một dòng máu tươi chảy xuống. Cổ Mệnh chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, kiếm rất tốt, kiếm kỹ cũng rất cao siêu, đáng tiếc là cảnh giới của ngươi quá thấp, hơn nữa. Vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất một lần nữa. Cổ Mệnh giơ tay lên đỡ. Oanh! Kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên lùi về sau. Nhưng trên cánh tay của Cổ Mệnh lại có thêm một vết kiếm. Cổ Mệnh không khỏi nhíu mày. Dù thực lực của Diệp Huyên có chênh lệch với y, nhưng kiếm của Diệp Huyên có thể phá tan phòng ngự của y. Không thể tiếp tục như thế được. Cổ Mệnh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, y bước về phía trước một bước, biến ra thành ba người. Thân ngoại hóa thân. Lúc thấy Cổ Mệnh sử dụng chiêu thân ngoại hóa thân, Diệp Huyên không chút do dự xoay người, biến mất tăm. Đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến mức chống lại Cổ Mệnh. Thấy Diệp Huyên bỏ chạy, Cổ Mệnh ngay người. Cứ thế không đánh nữa à? Không phải là không chết không thôi sao?
Cổ Mệnh không chút do dự bước về phía trước một bước muốn đuổi theo, nhưng y chợt phát hiện, Diệp Huyên đã chạy mất dạng rồi. Y hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của Diệp Huyên. Chạy nhanh thật. Sắc mặt của Cổ Mệnh hơi khó coi. Bây giờ người trẻ tuổi đều tham sống sợ chết như thế sao? Hơn nữa, Diệp Huyên còn là một kiếm tu, hắn. Lúc này, y chợt híp mắt, vì Diệp Huyên vốn đã bỏ chạy lại xuất hiện trước mặt y. Diệp Huyên rút kiếm chém một phát nữa. Thuật rút kiếm trồng chất 92 tia phi kiếm. Cổ Mệnh hoảng sợ, y không ngờ rằng Diệp Huyên sẽ xuất hiện một lần nữa, không kịp nghĩ nhiều mà lập tức giơ tay lên đỡ. Oanh! Kiếm của Diệp Huyên chém xuống, Cổ Mệnh lập tức lùi lại cả nghìn trượng, vào lúc y chuẩn bị đánh trả, Diệp Huyên lại biến mất. Lại chạy. Thấy thế, sắc mặt Cổ Mệnh lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chém một kiếm rồi lại chạy, mà y lại không thể cảm nhận được hơi thở của Diệp Huyên. Y cũng lực bất tòng tâm. Cực kỳ khó chịu. Tại một vùng tinh không không biết tên khác, Diệp Huyên dừng lại, khóe miệng hắn có máu tươi chảy ra. Thực lực của Cổ Mệnh cao hơn hắn rất nhiều, quan trọng nhất là thân thể của y thật sự quá cứng rắn. Nếu không vì lý do đó thì khi nãy hắn đã giết đối phương vô số lần rồi. Kiếm Thanh Huyên có thể phá vỡ phòng ngự của Cổ Mệnh, nhưng không thể nào giết chết y. Mà lúc này, hắn cũng đã nhìn rõ thực lực của bản thân. Thực lực của hắn bây giờ, nếu không sử dụng kiếm Thanh Huyên thì tương đương với thần cách cảnh, còn nếu sử dụng kiếm Thanh Huyên, có thể nói là vô địch trong thần cách cảnh, còn có thể giao thủ với thần hồn cảnh. Nhưng nếu không sử dụng kiếm Thanh Huyên, hắn và cường giả thần hồn cảnh vẫn còn chênh lệch quá xa. Đặc biệt là cường giả siêu cấp có thực lực như Cổ Mệnh. Nhưng hắn không hề nhụt chí. Cổ Mệnh này tu luyện bao nhiêu năm, còn hắn mới tu luyện bao nhiêu năm. Không đánh lại chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Về mặt tâm lý, hắn luôn rất thoải mái. Hơn nữa bị đánh bại cũng không phải chuyện xấu. Vì hắn có thể biết rằng mình chưa đủ mạnh. Lúc này, Tiểu An xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Tiểu An, lúc này, hai cánh ta nàng đã trở lại bình thường. Tiểu An quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, không sao chứ. Diệp Huyên gật đầu, không sao. Tiểu An nhẹ giọng nói, không ngờ ông ta đã tu luyện thân ngoại hóa thân đến đại thành rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, thân ngoại hóa thân kia là thần thông gì? Lúc Cổ Mệnh sử dụng thân ngoại hóa thân, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Sức mạnh của ba người thật sự quá đáng sợ, hắn hoàn toàn không thể chống lại được. Tiểu An trầm giọng nói, đó là một kỹ năng thần thông vô địch của cổ ma tộc, tu luyện đến đại thành có thể thân ngoại hóa thân, mà thân ngoại hóa thân này còn có ít nhất 9 phần thực lực của bản thể. 9 phần thực lực. Diệp Huyên nheo mắt, kinh khủng đến thế sao? Tiểu An gật đầu, rất đáng sợ, nhưng muốn tu luyện đến trình độ đó là rất khó. Trong các tổ tiên của cổ ma tộc, ngoài lão tổ đầu tiên kia thì không có một ai có thể tu luyện đến đại thành. Không ngờ sau bao nhiêu năm, Cổ Mệnh đã tu luyện được đến đại thành rồi. Diệp Huyên hỏi, muội có cách phá giải không? Tiểu An lắc đầu, chỉ có thể dùng sức mạnh thôi. Dùng sức mạnh. Diệp Huyên chợt hỏi, muội sử dụng kiếm của ta có thể giải quyết được không? Tiểu An nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, lắc đầu, muội không thể. Vì muội không phải là kiếm tu, muội cầm kiếm của huynh, e rằng còn không thể phát ra uy lực bằng với huynh. Nhưng mà... Nói đến đây, nàng im lặng một lát rồi mới nói tiếp, nếu Tĩnh Chi cầm kiếm của huynh, có lẽ có thể chống lại ông ta. Tĩnh Chi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, đưa nàng ta. Ta sợ nàng ta chém ta trước. Hắn còn rất đề phòng Tĩnh Chi này. Người phụ nữ này không giống Cổ Mệnh, dù Cổ Mệnh rất mạnh, nhưng y không dở thủ đoạn, còn nữ nhân kia thì ngược lại, chỉ thích dở thủ đoạn. Như nhớ ra điều gì, Diệp Huyên chợt hỏi, Tiểu An, muội không hận nàng ta sao? Tiểu An im lặng một lát rồi đáp, phụ thân của nàng ta đối xử với ta rất tốt. Diệp Huyên cười nói, nếu muội có thể giết nàng ta, muội sẽ giết chứ? Tiểu An lắc đầu, không biết. Diệp Huyên khẽ thở dài. Hắn biết, có lẽ Tiểu An sẽ không giết Tĩnh Chi. Nhưng nếu cho Tĩnh Chi cơ hội, chắc chắn nàng ấy sẽ giết Tiểu An. Tiểu An chợt nói, huynh chữa thương trước đã,
sau đó chúng ta phải chuẩn bị một chút, vì chắc chắn cổ mệnh sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, chúng ta còn phải cẩn thận, vì trên người huynh có hai món thần vật, muội lo là Thái Nhất Tộc sẽ chú ý. Diệp Huyên hỏi, Thái Nhất Tộc rất mạnh sao? Tiểu An gật đầu, rất mạnh. Trong tộc bọn họ có một người tên là Thái Nhất Sinh Thủy, người này là cường giả đứng đầu Thái Nhất Tộc năm đó, cũng là cường giả đứng đầu thần cổ giới. Nếu bọn họ cũng biết trên người huynh có hai món thần vật, e rằng bọn họ sẽ động lòng. Diệp Huyên hơi cạn lời. Hắn lại sắp được chú ý rồi. Nhưng có lẽ hắn sẽ không xui xẻo thế đâu. Lúc này, Tĩnh Trì chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy khẽ mỉm cười, nói cho ngươi một tin tức xấu, người của Thái Nhất Tộc đến rồi. Vì ngươi đấy. Diệp Huyên. Thái Nhất Tộc. Diệp Huyên cạn lời. Lo lắng cái gì là cái đó tới. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nhìn về phía Tĩnh Trì vội lắc đầu, lần này không phải ta thông báo với bọn họ, là Thánh Đường và Cổ Ma Tộc đều đến đây tìm ngươi nên đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Trì, cười nói, Tĩnh Trì cô nương, cuối cùng cô quyết định thế nào rồi? Tĩnh Trì im lặng. Đương nhiên nàng ấy hiểu ý Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Tĩnh Trì cô nương, ta cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu cô không nắm bắt cơ hội lần này, ta sẽ không cho cô một cơ hội nào nữa. Tin ta đi, cả đời này, cô cũng sẽ không thể thoát khỏi vũ trụ này đâu. Vì hướng tu luyện của các cô đã sai rồi. Tĩnh Trì cau mày, hướng tu luyện sai. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Sau đó, hắn nói thêm, đây là Thanh Nhi nói. Tĩnh Trì nhìn hắn, thật sao? Diệp Huyên cười to, cô tin hay không thì tùy. Nói xong, hắn kéo Tiểu An xoay người rời đi. Lúc này, Tiểu An quay đầu nhìn Diệp Huyên, đi thì đi thôi, huynh kéo tay muội làm gì? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, xin lỗi, quen tay. Tiểu An khẽ nhíu mày, quen tay. Diệp Huyên. Tiểu An còn muốn nói thêm, thì Diệp Huyên lại nói, Tiểu An, nói ta nghe về Thái Nhất Tộc này đi. Ta phải chuẩn bị. Tiểu An gật đầu, đang định cất lời thì chợt nhớ đến điều gì, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyên, có thể buông tay muội ra không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, Tiểu An, đừng nói muội nghĩ ta kéo tay muội là đang sờ mó muội nhé. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, ta không phải loại người như thế. Tiểu An hỏi, vậy vì sao huynh lại kéo tay muội? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nghe thấy Thái Nhất Tộc đến, ta hơi sợ, nắm tay muội ta thấy an toàn hơn. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật mà, nếu muội không muốn thì ta không nắm nữa là được. Tuy là nói thế, nhưng hắn vẫn không buông tay ra. Tiểu An im lặng một lát rồi nói, tuy Thái Nhất Tộc rất mạnh, nhưng huynh cũng không cần quá lo lắng. Diệp Huyên cười khổ, ta chỉ có một mình, sao có thể không lo được? Tiểu An lập tức nói, không phải còn có muội sao? Diệp Huyên nhìn Tiểu An, muội sẽ ở lại sao? Tiểu An gật đầu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Tiểu An, muội tốt quá. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, tốt gì cơ? Diệp Huyên cười đáp, cái gì cũng tốt. Tiểu An. Diệp Huyên định nói tiếp thì Tĩnh Trì đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người họ. Diệp Huyên nhíu mày, Tĩnh Trì. Tĩnh Trì cất lời, người đến là Thái Nhất Sinh Thủy của Thái Nhất Tộc. Nghe vậy, con người của Tiểu An thoáng co lại, Thái Nhất Sinh Thủy. Tĩnh Trì gật đầu. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tiểu An, gã mạnh lắm sao? Tiểu An nói với giọng điệu nặng nề, rất mạnh. Từ năm đó đã rất mạnh rồi, bây giờ chắc chắn còn mạnh hơn. Thực lực của đối phương chắc chắn cao hơn cổ mệnh của cổ ma tộc. Diệp Huyên nắm chặt lấy tay Tiểu An, hơi căng thẳng hỏi, ta phải làm sao đây? Tĩnh Trì. Tiểu An im lặng, sắc mặt hơi nặng nề. Nếu Thái Nhất Sinh Thủy kia cũng nhằm vào Diệp Huyên thì đúng là rất phiền phức. Lúc này, Tĩnh Trì chợt nói, người có thể gọi người mà. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Trì cô nương, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tĩnh Trì cười đáp, hợp tác. Diệp Huyên lắc đầu, ta nói rồi, cô không có thành ý. Tĩnh Trì nhếch môi, thành ý là xuất phát từ đôi bên mà. Diệp Huyên hỏi, ta có cần cô sao? Tĩnh Trì sửng sốt. Diệp Huyên chớp mắt, cô từng gặp Thanh Nhi đúng không?
Tĩnh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười, ta có cần cô sao? Theo lời cô nói, ta không đánh lại, ta có thể gọi người mà. Tĩnh Chi liếc Diệp Huyên, sao ngươi lại thù địch ta đến mức này thế? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, vì cô vẫn luôn thù địch ta. Tĩnh Chi cười nói, ta không thù địch ngươi, cũng không dám thù địch. Diệp công tử, ta có một kế hoạch, ngươi có muốn nghe không? Diệp Huyên chớp mắt, kế hoạch gì? Tĩnh Chi đi tới trước mặt Diệp Huyên, hơi nhếch môi, ta chỉ nói với một mình ngươi thôi. Diệp Huyên cười, Tiểu An là người phe ta, nếu cô muốn nói thì nói đi, nếu không muốn nói thì không cần nói nữa. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Tĩnh Chi nhìn hai người, sau đó cười nói, Diệp công tử, đừng nói ngươi và An Võ Quân. Tiểu An cau mày. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Tĩnh Chi, nói hay là không? Tĩnh Chi chừng Diệp Huyên, đều là nữ nhân, sao lại cư xử khác biệt thế? Diệp Huyên bĩu môi, cô cũng đâu phải nữ nhân của ta. Tĩnh Chi cười như không cười, vậy Tiểu An là nữ nhân của ngươi à? Diệp Huyên đen mặt, mẹ kiếp, mắc bẫy của người phụ nữ này rồi. Tĩnh Chi còn muốn nói gì đó thì Diệp Huyên chợt nói, rốt cuộc cô có còn muốn ra khỏi vũ trụ hiện hữu này không? Tĩnh Chi nghiêm túc lại, kế hoạch của ta là. Một lát sau, Diệp Huyên giơ ngón tay cái, hay. Tĩnh Chi cười nói, đợi ta. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Sau khi Tĩnh Chi biến mất, Tiểu An chợt nói, có thể tin tưởng nàng ta không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, vì sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vì nàng ta từng gặp Thanh Nhi. Tiểu An hơi khó hiểu, Diệp Huyên cười nói, người từng gặp Thanh Nhi đều không thể kiêu ngạo. Nói xong, hắn kéo Tiểu An xoay người rời đi. Nếu Tĩnh Chi chưa từng gặp Thanh Nhi, chắc chắn hắn không dám tin tưởng nàng ấy. Nhưng người phụ nữ này từng gặp Thanh Nhi. Chẳng những thế, có lẽ nàng ấy còn từng bị Thanh Nhi dạy dỗ, nếu không, người phụ nữ này sẽ không chủ động làm thân. Hành cung của Tĩnh Chi. Hôm nay, Cổ Mệnh đi tới hành cung của nàng ấy, trong đại điện, Tĩnh Chi cười nói, Cổ Mệnh tộc trưởng, mời ngồi. Cổ Mệnh ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng nói, thực lực của Diệp Huyên hơi vượt khỏi dữ liệu của ta. Tĩnh Chi lắc đầu cười khẽ, Cổ Mệnh tộc trưởng, ta đã nói với ông từ trước rồi, tuyệt đối đừng khinh thường người này. Cổ Mệnh cười nói, thật ra ta có hứng thú với cô gái váy trắng sau lưng hắn hơn. Nghe vậy, Tĩnh Chi không nhịn được khẽ run. Có hứng thú với cô gái váy trắng. Tĩnh Chi nhìn Cổ Mệnh, thật ra nàng ấy rất muốn mắng y một trận, ông nghĩ mình xứng giao thủ với tiền bối sao. Nàng ấy thừa nhận là Cổ Mệnh rất mạnh. Nhưng y vẫn không đủ tư cách giao thủ với cô gái váy trắng. Cổ Mệnh chợt hỏi, Tĩnh Chi cô nương, cô có biết tung tích của cô gái váy trắng không? Tĩnh Chi thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười khẽ, không biết. Cổ Mệnh nhìn Tĩnh Chi, theo ta biết, lúc trước thông qua thời gian chạy ngược, Tĩnh Chi cô nương từng gặp cô gái váy trắng kia. Tĩnh Chi cười đáp, đúng là từng gặp, nhưng chỉ gặp một lần thôi. Cổ Mệnh hỏi, Tĩnh Chi cô nương, cô cảm thấy ta so với nàng ta thì thế nào? Đánh giá thử thực lực của hai chúng ta xem. Khóe miệng Tĩnh Chi khẽ giật. Ta đánh giá con mẹ ông. Nàng ấy hơi cạn lời. Thấy nét mặt Tĩnh Chi hơi kỳ lạ, Cổ Mệnh khẽ nhíu mày, Tĩnh Chi cô nương. Tĩnh Chi thu hồi suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, theo phỏng đoán của ta, có lẽ thực lực của cô gái váy trắng và Cổ Mệnh tộc trưởng ngang ngang nhau. Ngang ngang nhau. Cổ Mệnh khẽ mỉm cười, thế thì thú vị thật, không ngờ vũ trụ này vẫn còn một tồn tại như thế. Tĩnh Chi cười nói, đúng vậy, ta cũng không ngờ vũ trụ này lại có một nhân vật như thế. Cổ Mệnh chậm rãi nhắm mắt, cũng không biết Tinh Mệnh môn có tìm thấy tin tức của cô gái váy trắng không. Nghe vậy, Tĩnh Chi nheo mắt. Ông già này thật sự cho người đi tìm cô gái váy trắng rồi. Tĩnh Chi khẽ thở dài. Thật ra, lúc này trong lòng nàng ấy hơi phức tạp. Cổ Mệnh đã khinh thường cô gái váy trắng sao? Tất nhiên là đã khinh thường. Nhưng nhìn từ góc độ của y thì y đã đánh giá cao cô gái váy trắng rồi. Dù sao thì không ai cho rằng cô gái váy trắng đã vượt khỏi vũ trụ hiện hữu này cả.
kể cả nàng ấy trước đây. Bắt đầu từ khi bọn họ muốn nhằm vào Diệp Huyên, bọn họ đã định sẵn kết cục sẽ thua rồi. Đây cũng là lý do vì sao nàng ấy chọn đứng về phía Diệp Huyên. Giết chết Diệp Huyên. Bọn họ sẽ chết chắc. Một khi cô gái váy trắng kia quay lại, không có một ai có thể chống lại nàng. Người phụ nữ kia chỉ cần phất tay, Thánh Đường và cổ ma tộc sẽ biến mất khỏi thế gian. Lúc này, cổ mệnh lại nói, Tĩnh Chi cô nương, ta nghe nói Thái Sinh Nhất Thủy kia cũng đến rồi. Tĩnh Chi gật đầu, đúng thế. Cổ mệnh cười hỏi, Tĩnh Chi cô nương thấy sao? Tĩnh Chi đáp, chúng ta liên thủ đối phó gã và Diệp Huyên đi. Cổ mệnh gật đầu, rất đúng ý ta. Tĩnh Chi đột nhiên đứng dậy, sau đó nói, cổ mệnh tộc trưởng, người của ta tìm thấy Diệp Huyên kia rồi, cổ mệnh hít mắt, ở đâu? Tĩnh Chi nói, đi. Dứt lời, nàng ấy lập tức biến mất. Cổ mệnh khẽ nhíu mày, sau đó, y cũng biến mất trong điện. Trong một tinh không nào đó, Diệp Huyên đang ngự kiếm bay đi, Tiểu An đi bên cạnh hắn. Lúc này, Tĩnh Chi và cổ mệnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy hai người, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, các ngươi, các ngươi. Tĩnh Chi nói, cổ mệnh tộc trưởng, ta chặn An Võ Quân. Ông đánh nhanh thắng nhanh. Cổ mệnh gật đầu, y tiến lên một bước, lập tức sử dụng thân ngoại hóa thân. Vào lúc cổ mệnh định ra tay, sắc mặt y chợt thay đổi, y xoay người, một tia kiếm quang đã chém đến. Người ra tay không phải Diệp Huyên, mà là Tĩnh Chi. Tình huống bất ngờ khiến sắc mặt cổ mệnh thay đổi, y giơ hai tay lên đỡ kiếm. Oanh! Kiếm quang vỡ tan, cổ mệnh lùi về sau. Mà lúc này, Diệp Huyên và Tĩnh Chi đồng thời biến mất. Ba người gần như ra tay cùng một lúc. Mà lúc này, một tàn ảnh đột nhiên lóe lên. Ần! Sau một tiếng vang động trời, hai bóng người liên tục lùi về sau. Chính là Diệp Huyên và Tiểu An. Bên cạnh cổ mệnh có một người đàn ông trung niên. Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên, Tiểu An và Tĩnh Chi đều sa sầm mặt. Thái Nhất Sinh Thủy. Cường giả đứng đầu Thái Nhất Tộc. Cổ mệnh quay đầu nhìn Tĩnh Chi, cười nói, Tĩnh Chi cô nương, từ khi bắt đầu, cổ ma tộc ta đã lợi dụng cô, mà cô cũng lợi dụng cổ ma tộc ta, cô cảm thấy, ta thật sự sẽ không có kế hoạch khác sao? Tĩnh Chi cười đáp, là ta sơ ý rồi. Dứt lời, nàng ấy quay đầu nhìn Diệp Huyên, gọi người đi. Diệp Huyên im lặng. Ông đây cũng muốn gọi người lắm chứ. Nhưng phải gọi thế nào đây? Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, người đừng nói với ta là ngươi không thể gọi người nhé. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, hôm nay trời đẹp, hay là chúng ta tha cho bọn họ đi. Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ thở dài, Tĩnh Chi cô nương, cô cảm thấy Thanh Nhi sẽ có hứng thú với bọn họ sao? Tĩnh Chi im lặng. Có lẽ người phụ nữ kia thật sự không có hứng thú với hai người cổ mệnh. Như nghĩ đến điều gì, Tĩnh Chi khó hiểu nhìn Diệp Huyên, sao muội muội ngươi mạnh mà ngươi lại yếu thế? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, thật ra ta cũng muốn biết vấn đề này. Tĩnh Chi. Ba người Diệp Huyên cũng không ngờ Thái Nhất Sinh Thủy lại liên thủ với cổ mệnh. Đây là người còn mạnh hơn cả cổ mệnh nữa. Đánh thế nào đây? Chắc chắn không đánh lại. Cổ mệnh đột nhiên cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ta rất tò mò là vì sao cô lại đứng về phía Diệp Huyên đấy. Tĩnh Chi lạnh nhạt nói, nếu ta không đứng về phía hắn, thì sau đó vẫn sẽ bị ông và Thái Nhất Tộc nuốt trọn không phải sao? Cổ ma tộc đã liên thủ với Thái Nhất Tộc nhưng lại không báo với nàng ấy, rõ ràng là muốn lợi dụng nàng ấy đối phó Diệp Huyên, sau đó lại giải quyết nàng ấy và Thánh Đường. Mọi người đều đang gài bẫy nhau. Cổ mệnh cười nói, không phải cô cũng muốn liên thủ với Diệp Huyên nuốt trọn cổ ma tộc đó sao? Tĩnh Chi cười đáp, như nhau thôi. Cổ mệnh gật đầu, đúng thế. Lúc này, Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, tiểu tháp trong tay ngươi thật sự thần kỳ như thế sao? Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn Diệp Huyên, có thể cho ta xem thử không? Diệp Huyên lắc đầu, đùa à, cho ông nhìn, ông còn trả lại cho ta chắc. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, cũng phải, nhưng nếu ngươi không đưa, thì ta sẽ tự mình lấy. Dứt lời, gã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Tiểu An bên cạnh Diệp Huyên tiến về phía trước một bước, đánh tới một quyền. Ầm. Một tia quyền mang lóe lên, Tiểu An thoáng chốc lùi lại hơn nghìn trượng, vừa dừng lại, không gian mấy nghìn trượng xung quanh nàng cũng lập tức sụp đổ. Không đấu lại. Diệp Huyên xa sầm mặt. Thực lực của Thái Nhất Sinh Thủy này thật sự mạnh hơn cổ mệnh. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn Tiểu An, cười nói, An Võ Quân, năm đó ngươi rất lợi hại, tiếc là mấy năm qua ngươi cũng không thể phát triển. Ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta. Tiểu An chậm rãi siết chặt tay phải, sau đó lại biến mất. Thái Nhất Sinh Thủy ở phía xa cười một tiếng, gã vung tay áo. Oanh! Tiểu An lập tức trở về chỗ cũ. Lúc này, khóe miệng nàng có một dòng máu tươi chảy ra. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, ngươi bây giờ hơi yếu đấy. Tiểu An im lặng. Nàng lãng phí quá nhiều thời gian. Năm đó, thực lực giữa nàng và Thái Nhất Sinh Thủy có thể tính là 4-6. Mà bây giờ, nàng đã không phải đối thủ của Thái Nhất Sinh Thủy nữa rồi. Vật đổi sao rời. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiểu An, hắn nói, đừng nản lòng. Tiểu An lắc đầu, không nản lòng, chỉ hơi cảm thán mà thôi. Sau đó, nàng nhìn Diệp Huyên, nếu không vì gặp phải muội, huynh sẽ không gặp những phiền phức trước mắt. Huynh có trách muội không? Diệp Huyên cười đáp, có. Tiểu An cúi đầu, xin lỗi. Diệp Huyên lại nói, trách là ta không gặp muội sớm một chút. Tiểu An ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười hỏi lại, muội thì sao? Tiểu An im lặng. Diệp Huyên định nói tiếp thì Tĩnh Chi đột nhiên nói, làm ơn, hai người các ngươi muốn tán tỉnh ve vãn cũng phải xem tình huống chứ. Bây giờ thích hợp sao? Tiểu An nhìn Tĩnh Chi, không nói gì. Diệp Huyên cười to, hắn nhìn về phía Thái Nhất Sinh Thủy, các hạ, nghe nói ông là cường giả đứng đầu tinh vực thần cổ. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, cổ mệnh huynh cũng rất xuất sắc, ta không chắc mình có thể chiến thắng y. Diệp Huyên thầm thở dài. Nói chuyện cẩn thận thật. Cổ mệnh nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi muốn ly gián thì ta khuyên ngươi nên tiết kiệm chút nước bọt đi. Diệp Huyên cười nói, ta chỉ muốn đánh một trận với cường giả đứng đầu thần cổ giới này thôi. Thái Nhất Sinh Thủy cười, đấu tay đôi với ta ư. Diệp Huyên gật đầu. Thái Nhất Sinh Thủy khẽ mỉm cười, được thôi. Cổ mệnh chợt nói, Sinh Thủy huynh, người này không đơn giản đâu. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, ta biết, nhưng ta vẫn muốn xem thử rốt cuộc hắn yêu nghiệt đến mức nào. Cổ mệnh gật đầu, sau đó lùi sang một bên. Diệp Huyên ở phía xa nhìn về phía Tiểu An trầm giọng nói, huynh. Diệp Huyên cười, đánh thì đánh thôi. Tiểu An nhìn hắn một lúc rồi nói, cẩn thận. Sau đó, nàng lùi sang một bên. Nàng vẫn chọn tin tưởng Diệp Huyên. Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, sau đó cũng lùi sang một bên. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, lên đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu, lúc xuất hiện một lần nữa đã ở trên đầu Thái Nhất Sinh Thủy, một khắc sau, hắn rút kiếm chém một phát. Rút kiếm định sinh tử. 920 đạo rút kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm này phá rách tinh không xung quanh. Thái Nhất Sinh Thủy tỏ vẻ ngạc nhiên, kiếm kỹ rất mạnh. Sau đó, gã vung tay áo. Oanh! Một tia kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên lùi lại hơn vạn trượng. Có điều khi hắn dừng lại, cổ họng của Thái Nhất Sinh Thủy chợt bị rách ra, kiếm quang xuất hiện. Nhưng vào khoảnh khắc đó, thân thể của gã chợt mờ dần, sau đó xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đánh một phát về phía hắn. Diệp Huyên trợn mắt, lập tức thi triển kiếm vực. Oanh! Kiếm vực của Diệp Huyên đỡ được cú đấm này, nhưng sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên tái nhợt, cùng lúc đó, hắn lùi về sau, không phải lùi khỏi không gian, mà là lùi tới một thế giới khác. Diệp Huyên hoảng sợ. Trước kia hắn chưa từng gặp chuyện thế này. Mà lúc này, Thái Nhất Sinh Thủy lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cười nói, biết đây là nơi nào không? Đây là thời không chi vực. Thời không chi vực do ta tu luyện thành. Mà bây giờ ngươi đang ở trong thời không chi vực của ta, ta có thể điều khiển thời không của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên xa sầm mặt. Hắn không ngờ rằng mình lại ở trong thời không chi vực của người này.
Đương nhiên hắn càng không ngờ thời không này lại có thể tu luyện thành vực. Thật sự quá đáng sợ. Thái nhất sinh thủy lại nói, ở trong thời không chi vực của ta, ta có thể tùy ý điều khiển thời gian của ngươi, ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, một khắc sau, hắn lập tức biến mất. Thấy cảnh này, Thái nhất sinh thủy sửng sốt. Chạy rồi. Diệp Huyên này cứ thế rời khỏi thời không chi vực của mình ư. Lúc này, Diệp Huyên đã trở lại vùng tinh không ban đầu. Sau đó, Thái nhất sinh thủy xuất hiện trước mặt hắn. Gã nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao ngươi có thể làm được? Diệp Huyên bật cười. Hắn cười không phải vì mình đã thoát khỏi thời không chi vực của Thái nhất sinh thủy, mà là vì sự ngu ngốc của hắn. Vì lúc này hắn chợt phát hiện hắn đã đánh giá thấp kiếm Thanh Huyên rồi. Kiếm Thanh Huyên thật sự ẩn chứa quá nhiều kiến thức. Giống như khi nãy, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi thời không chi vực đó, đồng nghĩa với việc dù thanh kiếm này được chế tạo từ lực lượng thời không, nhưng nó đã vượt khỏi vũ trụ này rồi. Vì người tạo ra nó đã vượt khỏi vũ trụ này. Nếu có thể nghiên cứu hết thanh kiếm này, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi vũ trụ này, dù tạm thời không thoát được, nhưng ít ra cũng sẽ biết cách. Thời không. Vũ trụ hiện hữu này là do thời gian, không gian và vật chất tạo thành. Muốn thoát khỏi nó thì nhất định phải vượt qua thời gian, không gian và cả vật chất của nơi này. Lúc này, Thái nhất sinh thủy đột nhiên nói, là kiếm của ngươi. Dứt lời, gã nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Mấy người khác cũng đều nhìn về phía kiếm của Diệp Huyên. Thái nhất sinh thủy khẽ cười, đúng là thú vị, không ngờ lại có người hiểu rõ thời không chi đạo như thế, hơn nữa còn có thể chế tạo những hiểu biết của bản thân thành một thanh kiếm. Nói xong, gã nhìn Diệp Huyên, người chế tạo thanh kiếm này là cô gái váy trắng sau lưng ngươi đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Thái nhất sinh thủy cười nói, bây giờ nàng ta ở đâu? Diệp Huyên cười đáp, chúng ta nên tiếp tục chiến đấu thôi. Dứt lời, hắn chậm rãi đi về phía Thái nhất sinh thủy. Oanh! Một tia huyết mang cuộn trào từ trong người hắn. Huyết mạch chi lực. Cuối cùng hắn vẫn sử dụng huyết mạch chi lực. Vì hắn muốn xem thử giới hạn của bản thân bây giờ. Chỉ khi biết giới hạn của bản thân mới có thể vượt qua nó. Thấy Diệp Huyên biến thành một người máu, mấy người xung quanh đều nhíu mày. Huyết mạch chi lực. Đây là huyết mạch gì vậy? Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, nàng ấy phát hiện, người này còn thần bí hơn những gì nàng ấy điều tra được nữa. Nàng ấy có biết chút ít về lai lịch của huyết mạch chi lực này, là của phụ thân của Diệp Huyên. Nhưng phụ thân của Diệp Huyên là ai thì nàng ấy lại không biết. Quá thần bí. Diệp Huyên phía xa đột nhiên biến mất. Rút kiếm định sinh tử. Lúc này, rút kiếm định sinh tử của Diệp Huyên đã chồng chất đến 999 đạo. Vì hắn đã thúc giục huyết mạch chi lực đến mức độ cao nhất. Thấy chiêu kiếm này. Thái nhất sinh thủy lập tức thay đổi sắc mặt. 999 đạo rút kiếm định sinh tử chồng lên nhau. Chiêu kiếm này khiến tinh vực trong phạm vi mấy nghìn trượng thoáng chốc sụp đổ. Thái nhất sinh thủy là mục tiêu của chiêu kiếm này, lúc này, gã cũng cảm nhận được hơi thở của tử vong. Gã không dám coi thường, chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó thầm đọc thần chú, trong nháy mắt, xung quanh gã xuất hiện một màn nước. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã chém xuống. Màn nước kia rung động dữ dội, sau một thoáng yên tĩnh, nó chợt nổ tung, Thái nhất sinh thủy phía sau màn nước lùi lại hơn nghìn trượng. Thấy cảnh này, Cổ Mệnh không khỏi nhíu mày. Uy lực chiêu kiếm này của Diệp Huyên mạnh hơn trước đó không chỉ gấp mất lần. Huyết mạch chi lực của hắn đáng sợ đến thế sao? Thái nhất sinh thủy nhìn tay phải của gã, trên đó có một vết kiếm sâu. Thấy cảnh này, Thái nhất sinh thủy lắc đầu cười khẽ, đã rất nhiều năm không bị thương rồi, không ngờ hôm nay lại bị thương bởi Diệp Huyên ngươi. Diệp Huyên không nói gì, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay ra. Thái nhất sinh thủy lập tức đánh tới một quyền. Kiếm quang màu máu lóe lên, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Diệp Huyên. Nhưng Thái nhất sinh thủy cũng lùi lại mấy trăm trượng. Sau khi Thái nhất sinh thủy dừng lại, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Thái nhất sinh thủy híp mắt,
người gã chợt trở nên hư ảo. Kiếm quang màu máu lóe lên, hai bóng người đồng thời lùi lại, sau khi Diệp Huyên dừng lại, khóe miệng hắn có một dòng máu tươi chảy ra. Dù bây giờ sức mạnh của hắn rất đáng sợ, nhưng vẫn hơi chênh lệch với Thái Nhất Sinh Thủy. Lúc này, Thái Nhất Sinh Thủy kia chợt nói, thú vị, đúng là thú vị. Sau đó, gã chậm rãi đi về phía Diệp Huyên. Oanh! Trong nháy mắt, một khí thế đáng sợ bao vây lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm thanh huyên trong tay hắn bắt đầu rung động dữ dội. Không đánh lại. Lúc này, Diệp Huyên đã biết giới hạn của mình, đối mặt với cường giả như Thái Nhất Sinh Thủy, dù bây giờ hắn sử dụng huyết mạch chi lực thì vẫn không đánh lại. Chênh lệch vẫn còn khá lớn. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao người ta cũng đã tu luyện ít nhất trăm vạn năm rồi. Còn hắn mới tu luyện được bao lâu? Nhưng hắn muốn ép bản thân. Chiến đấu. Diệp Huyên mở mắt, hai mắt hắn đỏ au, tựa như một biển máu. Diệp Huyên giẫm chân phải. Oanh. Không gian nơi hắn giẫm chân thoáng chốc sụp đổ. Còn Diệp Huyên đã biến thành một tia kiếm quang màu máu biến mất, sau đó xuất hiện trên đầu Thái Nhất Sinh Thủy. Một khắc sau, hắn rút kiếm chém một phát. Rút kiếm định sinh tử. 999 đạo rút kiếm định sinh tử chồng lên nhau. Tiếng kiếm reo vang vọng, xé rách cả tinh không. Một kiếm toàn lực. Lúc này, Diệp Huyên đã dốc hết sức lực. Vì đối thủ trước mặt hắn chính là cường giả đứng đầu thần cổ giới. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn chiêu kiếm của Diệp Huyên, nét mặt bình tĩnh lạ thường, khi kiếm của Diệp Huyên còn cách đầu gã khoảng mười mấy tấc, cả người gã chợt trở nên hư ảo. Vụt! Kiếm của Diệp Huyên chém thẳng xuống, xuyên thẳng qua người Thái Nhất Sinh Thủy. Nhưng Thái Nhất Sinh Thủy lại không bị làm sao cả. Gã đột nhiên đánh một quyền về phía bụng Diệp Huyên. Bốp! Diệp Huyên thoáng chốc lùi lại cả vạn trượng, thân thể nứt ra, nhưng cú đấm của Thái Nhất Sinh Thủy cũng bị kiếm quang đánh tan. Kiếm thể! Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Huyên lập tức sử dụng kiếm thể. Lúc này, Cổ Mệnh, Tĩnh Chi và Tiểu An đều vô cùng khiếp sợ. Sợ hãi trước Thái Nhất Sinh Thủy, cũng sợ hãi trước Diệp Huyên. Sợ hãi Thái Nhất Sinh Thủy là vì gã có thể nhảy khỏi thời không này. Sở dĩ chiêu kiếm đó của Diệp Huyên không có tác dụng gì là vì khoảnh khắc khi nãy Thái Nhất Sinh Thủy đã thoát khỏi thời không này, hoàn toàn không cùng một thời không với Diệp Huyên. Thời không áp chế. Nhìn từ điều này, bọn họ đã không cùng một cấp bậc với Thái Nhất Sinh Thủy rồi. Mà bọn họ khiếp sợ Diệp Huyên và vì kiếm thể của Diệp Huyên, khi nãy bọn họ cho rằng, Diệp Huyên không chết cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng bọn họ không ngờ chẳng những Diệp Huyên không chết mà còn không bị trọng thương, ngược lại, Thái Nhất Sinh Thủy lại bị thương. Ba người đều nhìn về phía Diệp Huyên, nhìn kỹ thì phát hiện trên người Diệp Huyên là những kiếm khí rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả sợi tóc. Đây là thể chất gì vậy? Cổ Mệnh cau mày, trong lòng thấy rất tò mò. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, cũng tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ, nàng biết kiếm thể này của Diệp Huyên, nhưng nàng không ngờ rằng sau khi sử dụng nó lại đáng sợ như thế. Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, mẹ kiếp, tên đàn ông này có nhiều lá bài tẩy thật đấy. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn cánh tay phải của mình, khi nãy chẳng những bàn tay của gã bị nát bấy mà cả cánh tay phải đều nứt ra, để lộ xương trắng. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, không thể không nói. Ngươi thật sự khiến ta rất bất ngờ. Với thực lực của ngươi, trong thế hệ trẻ của tinh vực thần cổ, ngoài A Quỷ kia thì không ai có thể đấu một trận với ngươi cả. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói, khi nãy ông đã nhảy khỏi thời không này đúng không? Thái Nhất Sinh Thủy gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên cười nói, nếu ta đoán không lầm thì ông chỉ có thể thoát khỏi một khoảng thời gian ngắn thôi đúng không? Thái Nhất Sinh Thủy cười hỏi, thế thì sao chứ? Diệp Huyên nhìn Thái Nhất Sinh Thủy, tiếp tục đi. Dứt lời, hắn lập tức biến mất. Thái Nhất Sinh Thủy cũng trở nên hư ảo. Lại trốn khỏi thời không một lần nữa. Mà lúc này, chiêu kiếm của Diệp Huyên chém xuống. Nhưng sắc mặt của Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên thay đổi. Sau một thoáng yên tĩnh, Thái Nhất Sinh Thủy chợt lùi sang nghìn trượng. Thấy cảnh này, ba người Cổ Mệnh đều sững sờ, không ngờ Diệp Huyên lại có thể đánh lui Thái Nhất Sinh Thủy.
Thái Nhất Sinh Thủy đã thoát khỏi thời không này rồi mà. Chẳng lẽ Diệp Huyên thế sao? Thái Nhất Sinh Thủy nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao, sao ngươi có thể? Nói đến đây, gã chợt nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, thanh kiếm này của ngươi. Là nó. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay với vẻ phức tạp. Hắn phát hiện, hắn đã đánh giá thấp thanh kiếm mà Thanh Nhi chế tạo rồi. Hắn có thể lợi dụng nó để nhảy khỏi thời không này. Lúc trước Thanh Nhi nói thanh kiếm này có rất nhiều tác dụng, hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng hắn không ngờ thanh kiếm này lại có nhiều tác dụng lớn như thế. Chắc chắn vẫn còn rất nhiều tác dụng mà hắn không biết. Đây là một thanh kiếm vạn năng. Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, không ngờ ngươi có thể dùng thanh kiếm này để thoát khỏi thời không. Nét mặt gã vô cùng khó coi. Diệp Huyên nhìn Thái Nhất Sinh Thủy, ông có vấn đề gì sao? Thái Nhất Sinh Thủy nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta tu luyện tận 300.000 năm mới có thể thoát khỏi thời không này, mà ngươi chỉ dựa vào một thanh kiếm đã có thể làm được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, 300.000 năm, thoát khỏi thời không này rất khó sao? Thái Nhất Sinh Thủy nổi giận, ngươi thử không sử dụng thanh kiếm kia đi. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên, thử một chút. Không được. Diệp Huyên hơi lúng túng. Thái Nhất Sinh Thủy châm chọc, không có thanh kiếm kia, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Diệp Huyên cầm kiếm Thanh Huyền, hắn lập tức thoát khỏi thời không của vũ trụ hiện hữu. Thấy cảnh này, sắc mặt Thái Nhất Sinh Thủy lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Huyên nhanh chóng trở lại thời không của vũ trụ hiện hữu, hắn nhìn Thái Nhất Sinh Thủy, ông thật là. Chuyện đơn giản như thế mà ông tu luyện tận 300.000 năm, ông xem ta đi, còn không cần tu luyện, cầm thanh kiếm này là có thể làm được rồi. Nói xong, hắn như nghĩ đến điều gì, im lặng một lát rồi nói tiếp, xin lỗi, ta quên ông không có muội muội. Không ai chế tạo kiếm cho ông cả. Mọi người, lực sát thương của những lời này không nghiêm trọng, nhưng lại tràn đầy tính sỉ nhục. Tĩnh Chi không nhịn được quay đầu nhìn Tiểu An, hơi bất bình, cô xem kìa, hắn ta đang nói tiếng người sao. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, đúng là hơi quá đáng. Tĩnh Chi lắc đầu, ta thật muốn dùng búa đập chết hắn. Sắc mặt của Thái Nhất Sinh Thủy ở đối diện Diệp Huyên vô cùng khó coi. Gã cảm thấy mình bị sỉ nhục. Diệp Huyên đột nhiên nói tiếp, cho nên, đây là tầm quan trọng của việc có muội muội. Ông không có muội muội, ông tu luyện 300.000 năm, ta có muội muội, ta không cần tu luyện đã có thể làm được rồi. Tĩnh Chi nghe vậy thì không khỏi nổi giận, Thái Nhất Sinh Thủy. Ông có thể đừng nói chuyện với hắn không? Không phải ông muốn giết hắn à? Ông ra tay nhanh đi. Nói chuyện với hắn làm gì? Ông không sợ bị hắn chọc tức chết sao? Cổ Mệnh cũng không nhịn được nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Sinh Thủy huynh, giết chết hắn đi. Y cũng sắp không chịu được nói rồi. Có muội muội thì ghê gớm lắm sao? Nghĩ đến đây, y lắc đầu. Có muội muội đúng là ghê gớm thật. Mẹ kiếp! Tên này dựa vào thanh kiếm này mới có thể đánh nhau với y và Thái Nhất Sinh Thủy, nếu không vì thanh kiếm này, Diệp Huyên vốn không phải đối thủ của hai người họ. Đặc biệt là Thái Nhất Sinh Thủy phải tu luyện 300.000 năm mới có thể thoát khỏi thời không này đấy. Mà Diệp Huyên thì sao? Tên này còn chưa từng tu luyện. Ngươi nói có tức hay không chứ? Càng nghĩ càng giận. Thái Nhất Sinh Thủy phía xa đột nhiên cười nói, Diệp Huyên. Ta thừa nhận người tạo ra thanh kiếm này không tầm thường, nhưng đó là việc của người tạo ra thanh kiếm này liên quan gì đến ngươi chứ? Diệp Huyên nhìn Thái Nhất Sinh Thủy, đó là muội muội của ta. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi cũng biết đó là muội muội ngươi, chứ đâu phải ngươi. Diệp Huyên cười đáp, muội muội ta mạnh chính là ta mạnh. Mọi người. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể giữ thể diện cho mình một chút không? Diệp Huyên cười to, Thái Nhất Sinh Thủy, ông nói nhảm nhiều thế làm gì? Tiếp tục chiến đấu đi. Dứt lời, hắn lại biến mất. Vụt, một tia kiếm quang màu máu lóe lên. Trong mắt Thái Nhất Sinh Thủy lóe lên vẻ dữ tợn, gã xông về phía trước, đấm một phát tới. Oanh! Trong nháy mắt, tinh không lập tức rung động kịch liệt, sau đó, một tia kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên liên tục lùi lại, nhưng trong lúc lùi lại, hắn đã thoát khỏi thời không của vũ trụ hiện hữu này,
khi hắn thoát khỏi thời không, lực lượng cường đại của Thái Nhất Sinh Thủy lập tức biến mất. Vì hắn đã không còn ở trong thời không này nữa. Thấy cảnh này, sắc mặt Thái Nhất Sinh Thủy lập tức trở nên vô cùng khó coi. Gã chỉ có thể thoát khỏi thời không một khoảng thời gian ngắn, còn Diệp Huyên lại giống như không có giới hạn. Nghĩ vậy, Thái Nhất Sinh Thủy càng thấy bất bình hơn. Vì sao gã tu luyện mấy trăm nghìn năm mới có thể làm được, còn tên này lại chẳng mất chút sức lực nào thế? Càng nghĩ, sát khí trên người Thái Nhất Sinh Thủy càng dữ dội, gã rời khỏi thời không của vũ trụ hiện hữu, xuất hiện trong cùng thời không với Diệp Huyên, gã vừa xuất hiện, Diệp Huyên đột nhiên xòe tay phải. Vụt! Một tia kiếm quang lóe lên. Thái Nhất Sinh Thủy đánh tới một quyền. Oanh! Kiếm quang vỡ tan. Mà ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên đầu gã, sau đó, một tia kiếm quang chém thẳng xuống. Rút kiếm định sinh tử. Thái Nhất Sinh Thủy không dám coi thường, dù thực lực của Diệp Huyên có chênh lệch với gã, nhưng kiếm kỹ của Diệp Huyên và thanh kiếm trong tay hắn đều không tầm thường. Vào khoảnh khắc kiếm của Diệp Huyên chém xuống, tay trái của Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên bốc cháy, một khắc sau, gã đánh ra một quyền. Thời không không biết tên kia chợt sôi trào, kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên liên tục lùi về sau. Thái Nhất Sinh Thủy đang muốn ra tay một lần nữa thì gã chợt cau mày, vì thời không xung quanh chợt xuất hiện một lực lượng thần bí. Thấy lực lượng thần bí này, sắc mặt Thái Nhất Sinh Thủy chợt thay đổi, gã gần như không chút do dự biến mất, trở lại thời không ban đầu. Đây là lý do vì sao gã chỉ có thể tiến vào thời không kia một khoảng thời gian ngắn. Vì lực lượng thần bí đó sẽ chống lại người tiến vào thời không kia. Như nghĩ đến điều gì, gã đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên vẫn còn ở nơi đó, hơn nữa, lực lượng thần bí đó đã bao phủ lấy Diệp Huyên. Thấy cảnh này, Thái Nhất Sinh Thủy không khỏi bật cười, Diệp Huyên à Diệp Huyên. Đây là hậu quả của sự ngu dốt đấy. Lúc này, gã vô cùng vui vẻ. Diệp Huyên này rõ ràng là đưa mình vào chỗ chết rồi. Dù là gã cũng không thể chống lại lực lượng thần bí kia. Diệp Huyên càng không phải đối thủ của nó. Diệp Huyên nhìn lực lượng thần bí xung quanh, sắc mặt hắn hơi khó coi, lực lượng này đã vượt khỏi sự nhất biết của hắn rồi. Hắn bây giờ chắc chắn không thể chống lại được. Mà lúc này, lực lượng đó đã vây kín không gian nơi hắn đang đứng rồi. Khi Diệp Huyên định liều mạng một trận, lực lượng thần bí đó như phát hiện điều gì, đột nhiên rút lui tựa như thủy triều. Diệp Huyên ngây người. Không chỉ Diệp Huyên, Thái Nhất Sinh Thủy ở bên ngoài cũng sửng sốt, trong mắt đầy vẻ khó tin, sao có thể. Nói đến đây, gã chợt nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, là kiếm trong tay ngươi. Là thanh kiếm này. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, chẳng lẽ thật sự vì nó sao? Nghĩ thế, hắn nhìn Thái Nhất Sinh Thủy, cười nói, ông xem, có muội muội tốt biết bao. Ai bảo ông không có muội muội? Mọi người. Thái Nhất Sinh Thủy tức đến mức muốn phụt máu. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, chẳng những Thái Nhất Sinh Thủy suýt tức hộc máu mà Tĩnh Chi cũng sắp không chịu nổi rồi. Tên này nói chuyện khinh thường người khác quá. Nhưng lúc này, nàng ấy thấy khiếp sợ nhiều hơn. Không ngờ Diệp Huyên lại có thể dựa vào thanh kiếm này thoát khỏi thời không của vũ trụ hiện hữu, vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là người tạo ra thanh kiếm này rất đáng sợ. Đương nhiên, nàng ấy đã đích thân biết được sự đáng sợ của cô gái váy trắng rồi. Thật sự là một cô gái tựa như thần. Sắc mặt của Cổ Mệnh cũng hơi nặng nề. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyên khiến y rất bất ngờ. Có thể nhìn ra người chế tạo thanh kiếm này lợi hại đến mức nào. Cổ Mệnh chợt thấy lo lắng. Lúc này, Diệp Huyên trở lại. Có kiếm Thanh Huyên, hắn thật sự có thể di chuyển qua lại giữa hai thời không? Nhưng hắn thật sự không dám di chuyển linh tinh ở thời không đó, vì hắn cũng hơi sợ. Lực lượng thần bí đó khiến hắn nghĩ mà sợ. Lúc này, Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, bây giờ người chế tạo ra thanh kiếm đang ở đâu? Lúc này, gã càng thấy tò mò về cô gái váy trắng kia hơn. Cổ Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, y cũng rất tò mò. Rốt cuộc người phụ nữ này mạnh đến mức nào? Y vốn còn rất tự tin rằng mình có thể chiến thắng cô gái váy trắng, nhưng bây giờ, y không còn chắc chắn nữa.
nhưng y vẫn muốn đánh một trận. Cổ mệnh y chưa từng sợ ai cả. Diệp Huyên không trả lời Thái Nhất Sinh Thủy, hắn từ từ nhắm mắt lại. Lúc này, hắn rất hưng phấn, vì hắn phát hiện một chức năng rất mạnh của kiếm Thanh Huyên, chính là có thể tự do di chuyển giữa hai thời không khác nhau. Có chức năng này, có thể nói là hắn vĩnh viễn bất bại, cho dù đối mặt với Thái Nhất Sinh Thủy, đối phương cũng không thể làm gì hắn. Quan trọng nhất là hắn có thể mượn thanh kiếm này nghiên cứu ra nguyên lý của nó, sau đó dựa vào năng lực của mình thoát khỏi thời không này. Hắn đã mở ra một cánh cửa mới rồi. Lúc này, cổ mệnh đột nhiên cất lời, thanh kiếm trong tay hắn. Kiếm. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn về phía thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, gã híp mắt, lúc này, gã đã có suy nghĩ muốn cướp lấy thanh kiếm. Thái Nhất Sinh Thủy không chút do dự biến mất, gần như cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng rút kiếm chém một phát. Ầm. Một vùng kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên lùi lại, vào lúc lùi, hắn cứ thế lùi khỏi thời không của vũ trụ. Thái Nhất Sinh Thủy đang muốn thừa thắng xông lên lập tức ngơ ngác. Thế này còn đánh nhau kiểu gì nữa? Dù gã cũng có thể xuất hiện ở thời không đó, nhưng gã không dám đánh nhau với Diệp Huyên ở đó. Diệp Huyên không sợ lực lượng thần bí kia, nhưng gã thì sợ. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn Diệp Huyên, châm chọc, Diệp Huyên, người có còn là nam nhân không? Nếu còn thì ngươi trở lại đây, chúng ta đấu một trận. Diệp Huyên cười đáp, nếu ông là nam nhân thì ông vào đây, chúng ta đấu một trận. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người không ra đây đúng không? Hỏi xong, gã nhìn về phía Tĩnh Chi và Tiểu An, người có thể trốn vào đó, còn hai người họ thì sao? Nghe vậy, Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, để ta thử xem. Dứt lời, hắn chợt xuất hiện bên cạnh Tĩnh Chi và Tiểu An, nắm lấy tay hai người, một khắc sau, ba người đồng thời biến mất. Sau đó thoát khỏi thời không của vũ trụ này. Thái Nhất Sinh Thủy và cổ mệnh đều ngơ ngác. Có thể dẫn người đi vào ư? Cái quái gì vậy? Tiểu An và Tĩnh Chi bên cạnh Diệp Huyên cũng hơi ngơ ngác. Hai người không ngờ rằng Diệp Huyên lại có thể dẫn bọn họ vào. Sao có thể như thế được? Tĩnh Chi hơi hưng phấn, nàng ấy không ngừng quan sát xung quanh, cơ hội này rất hiếm có, nếu có thể quen thuộc với nơi này. Nói không chừng sai này nàng ấy có thể hiểu rõ thời không mà đi vào lần nữa. Lúc này, Diệp Huyên đã đưa nàng ấy và Tiểu An trở về thời không ban đầu. Tĩnh Chi vội vàng nhìn Diệp Huyên, ở thêm một lát đi. Diệp Huyên cạn lời, người phụ nữ này còn muốn ở thêm một lát nữa. Không thể để nàng ấy được như ý. Phía xa, sắc mặt Thái Nhất Sinh Thủy vô cùng u ám, gã nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Thanh kiếm này còn có thể đưa người khác vào. Đây rốt cuộc là loại kiếm gì vậy? Lúc này, cổ mệnh bên cạnh gã chợt trầm giọng nói, nghe đồn tên này còn có một cái tiểu tháp, ở trong tiểu tháp kia trăm năm cũng tương đương với một ngày ở bên ngoài, trước kia ta còn thấy khó tin, nhưng bây giờ xem có lẽ nó thật sự thần kỳ như thế. Nghe vậy, Thái Nhất Sinh Thủy híp mắt. Hai món thần vật. Gã chậm rãi siết chặt tay phải. Nếu gã lấy được hai món thần vật này, chắc chắn gã sẽ trở thành người mạnh nhất trong vũ trụ hiện hữu từ trước đến nay. Nhưng gã cũng không ra tay mà chỉ nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, gã xoay người rời đi. Cổ mệnh cau mày, nhưng y cũng không hỏi nhiều mà đi theo. Thấy hai người rời đi, Tiểu An bên cạnh Diệp Huyên cau mày, bọn họ có ý gì? Tĩnh Chi lạnh nhạt trả lời, có ý gì? Rõ ràng lắm mà. Bây giờ bọn họ không thể làm gì Diệp Huyên, cho nên muốn trở về thương lượng phải đối phó với hắn như thế nào. Tiểu An im lặng. Diệp Huyên có thể tùy ý thoát khỏi thời không này, có thể nói chỉ cần hắn không muốn liều mạng, dù là Thái Nhất Sinh Thủy cũng không thể làm gì hắn. Vì thế, dù Thái Nhất Sinh Thủy và cổ mệnh liên thủ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi phải cẩn thận, nếu ta là bọn họ. Chắc chắn ta sẽ ra tay từ người thân bạn bè ngươi. Chỉ cần bắt được người thân bạn bè ngươi, ngươi không muốn chiến đấu cũng phải chiến đấu. Trừ khi ngươi đứng nhìn bọn họ chết. Tiểu An khẽ nhíu mày, có lẽ Thái Nhất Sinh Thủy sẽ không làm ra hành động hèn hạ như thế đâu. Ngây thơ. Tĩnh Chi cười nhạt, nếu là bình thường, đúng là gã sẽ không làm ra chuyện hèn hạ như thế. Nhưng cô đừng coi thường một điều, đó là Diệp Huyên có hai thần vật siêu cấp.
Thái Nhất Sinh Thủy chắc chắn sẽ không từ bỏ nó. Vì hai món thần vật này, Thái Nhất Sinh Thủy sẽ không cố chấp với những nguyên tắc gì kia của mình nữa. Và lại hai người họ cũng không dám cho người này quá nhiều thời gian. Cho nên tiếp theo, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay một lần nữa, mà lúc đó, chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị chu đáo. Diệp Huyên gật đầu, cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị. Tĩnh Chi nhìn hắn, chuẩn bị cái gì? Theo ta được biết, hình như ngươi có rất nhiều bạn bè người thân. Diệp Huyên hỏi, vậy cô cảm thấy bây giờ ta nên làm thế nào? Tĩnh Chi im lặng một lát rồi nói, có hai cách, thứ nhất, ngươi lập tức gọi người, gọi muội muội ngươi đến đây, chỉ cần nàng xuất hiện, tất cả phiền phức đều sẽ biến mất. Diệp Huyên đáp, nói cách thứ hai đi. Tĩnh Chi nhìn hắn, sau đó nói, cách thứ hai là đón tất cả người thân bạn bè của ngươi vào trong tiểu tháp, có lẽ sẽ khá phiền phức. Diệp Huyên cười, vẫn còn cách thứ ba. Tĩnh Chi nhíu mày, là cách gì? Diệp Huyên đáp, đi tới thần cổ giới. Tĩnh Chi híp mắt, ngươi muốn đi đến thần cổ giới. Diệp Huyên cười hỏi, không được sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, đó là địa bàn của bọn họ, ngươi đi đến đó. Nói đến đây, nàng ấy nhíu mày, ngay cả hai người họ cũng không thể làm gì ngươi, chắc chắn những người khác cũng thế. Hơn nữa với thực lực của ngươi, e rằng cả cường giả của cổ ma tộc và thái nhất tộc đều sẽ bị ngươi giết chỉ với một kiếm. Dứt lời, con người của nàng ấy chợt co lại. Nàng ấy vẫn luôn quên mất một vấn đề, đó là thực lực của Diệp Huyên. Bây giờ, ngay cả cổ mệnh và thái nhất sinh thủy cũng không thể làm gì được hắn, xét từ một mức độ nào đó, hắn đã có thể sánh với cường giả hàng đầu như thái nhất sinh thủy và cổ mệnh rồi. Nếu hắn đi tới thần cổ giới, chắc chắn là một tai họa với cổ ma tộc và thái nhất tộc. Như nghĩ đến điều gì, Tĩnh Chi lại nói, nhưng phải làm sao với người thân và bạn bè ngươi đây? Bây giờ bọn họ chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi, mà chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua nhược điểm này, chắc chắn sẽ dùng nó để nhằm vào ngươi. Ngươi thật sự chắc chắn bỏ qua cho bọn họ ư? Không nói đến những điều khác, chỉ cần bọn chúng đi đến Thanh Châu, thì ngươi sẽ lập tức rơi vào thế bị động. Giao chiến, Thanh Châu chắc chắn bị phá hủy, không đánh, thì ngươi nhất định phải đầu hàng. Nói xong, nàng ấy khẽ thở dài, thật ra khi nãy Thái Nhất Sinh Thủy rút lui là đang lấy lùi làm tiến, gã rút lui thế này, tình thế của ngươi sẽ càng khó khăn hơn. Diệp Huyên cười hỏi, vậy cô cảm thấy bây giờ ta nên làm sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, cách tốt nhất là gọi người. Nếu muội muội ngươi xuất hiện, cổ mệnh, Thái Nhất Sinh Thủy gì đó đều chỉ là mấy con kiến. Diệp Huyên. Tĩnh Chi chợt hỏi, có phải ngươi không thể liên lạc với nàng không? Diệp Huyên gật đầu. Tĩnh Chi nhíu mày, sao ngươi không liên lạc được với nàng? Diệp Huyên đáp, có lẽ nàng đã rời khỏi vũ trụ hiện hữu này rồi. Tĩnh Chi im lặng một lát rồi nói, vậy ngươi đến thần cổ giới cũng đâu có ý nghĩa gì. Ngươi chỉ có thể tiêu diệt Thái Nhất Sinh Thủy và cổ mệnh này thôi. Nói đến đây, nàng ấy lắc đầu, nhưng vấn đề là dù ba người chúng ta liên thủ cũng không thể giết chết cổ mệnh và Thái Nhất Sinh Thủy. Dù cổ mệnh và Thái Nhất Sinh Thủy không thể làm gì Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên cũng không làm gì được bọn họ. Điểm khác biệt duy nhất là Diệp Huyên có quá nhiều ràng buộc. Mà những ràng buộc này chính là nhược điểm chí mạng của hắn. Nếu nàng ấy không từng nhìn thấy sự đáng sợ của cô gái váy trắng, nàng ấy cũng sẽ làm thế. Vì Diệp Huyên nhất định sẽ phải nghe lời. Tĩnh Chi khẽ thở dài. Chẳng những tình cảnh của Diệp Huyên trở nên tệ hại mà cả nàng ấy và Thánh Đường cũng thế. Vì bây giờ chắc chắn cổ ma tộc và Thái Nhất tộc sẽ không bỏ qua cho nàng ấy và Thánh Đường. Lúc này, không gian trước mặt Tĩnh Chi khẽ rung, Diệp Huyên và Tiểu An nhìn nàng ấy. Một lát sau, Tĩnh Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi không cần khó xử nữa. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Tĩnh Chi hỏi, thực lực của phụ thân ngươi thế nào? Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi ngược lại, sao lại hỏi thế? Tĩnh Chi trầm giọng nói, vừa nhận được tin, dù tinh mệnh môn không tìm thấy tung tích của muội muội ngươi, nhưng lại tìm thấy tung tích của phụ thân ngươi. Diệp Huyên xa sầm mặt, đừng nói bọn họ đi tìm phụ thân của ta rồi nhé. Tĩnh Chi gật đầu, Thái Nhất Sinh Thủy và cổ mệnh đã đi tìm phụ thân của ngươi rồi. Cho nên ta muốn biết thực lực của ông ấy như thế nào.
Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, mạnh hơn ta một chút. Tĩnh Chi lắc đầu, vậy sao ngươi còn không mau đi cứu ông ấy đi? Diệp Huyên. Cứu cha. Diệp Huyên có chút không biết nói gì. Thấy Diệp Huyên im lặng, Tĩnh Chi khẽ nhíu mày, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đến trễ là cha ngươi sẽ chết đấy. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, Tĩnh Chi, ta có chút không hiểu tại sao bọn họ lại đi tìm cha ta. Tĩnh Chi trầm giọng nói, tiểu tháp của ngươi có phải do cha ngươi để lại không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Tĩnh Chi nói, đó là lý do đấy. Diệp Huyên vẫn có chút không hiểu, vậy bọn họ cứ đến tìm ta là được rồi. Tại sao phải tìm cha ta? Tĩnh Chi suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là do tò mò, và lại có lẽ là muốn trừ hậu họa vĩnh viễn. Ngươi thử nghĩ xem, nếu bọn họ giết ngươi, cha ngươi sẽ bỏ qua sao? Tất nhiên là không. Nói rồi, nàng ấy lại nhìn Diệp Huyên, ngươi còn ở đây hỏi lung tung nữa, sao không mau đi cứu? Nói đến đây, nàng ấy như nghĩ đến điều gì đó nên híp mắt lại, thực lực của cha ngươi không yếu. Diệp Huyên cười cười, mạnh hơn ta một chút. Tĩnh Chi nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, thật sự chỉ là một chút. Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc đáp, một chút. Tĩnh Chi lắc đầu, người như ngươi, không lời nào là thật cả. Diệp Huyên. Tĩnh Chi lại hỏi, có muốn đi hay không? Thật ra nàng ấy cũng muốn được gặp cha Diệp Huyên một lần. Rốt cuộc phải là hạng người nào mới sinh ra được tên không biết xấu hổ đến mức này? Diệp Huyên gật gật đầu, tất nhiên là muốn đi. Bọn họ đang ở đâu? Tĩnh Chi trầm giọng nói, phía bắc của tinh vực thần cổ tinh vực Bắc Cực. Cách nơi này vô cùng xa xôi. Có người nói phụ thân ngươi từng xuất hiện ở đó. Cường giả của tinh mệnh môn cũng đã chạy đến. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cha vẫn chưa rời khỏi vùng vũ trụ này à? Lẽ nào là vì lo cho hắn? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn xua đi ngay. Lão cha kia chỉ mong cuộc sống của hắn khổ một chút, không thể có chuyện vì lo mà ở lại bảo vệ hắn đâu. Nếu không phải vì hắn, vậy cha ở lại đây để làm gì? Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Tĩnh Chi đột nhiên nói, chúng ta đến tinh vực thần cổ đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói rồi, ba người liền biến mất tại chỗ. Chấm chấm chấm. Trong một tinh không nào đó, Thái Nhất Sinh Thủy Ngự không đi. Bên cạnh gã là cổ mệnh. Mà bọn họ lúc này cũng đang muốn chạy về thần cổ giới. Cổ mệnh đột nhiên nói, Sinh Thủy huynh, ta cảm thấy chúng ta không cần phải đi tìm phụ thân của Diệp Huyên. Tên Diệp Huyên kia tuy có thể lợi dụng thần kiếm để trốn khỏi mảnh thời không này, nhưng người thân bạn bè của hắn vẫn ở đây, chỉ cần chúng ta nhắm vào họ, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện chiến với chúng ta. Thái Nhất Sinh Thủy nói, ta biết. Cổ mệnh có chút không rõ, nếu Sinh Thủy huynh đã biết, vậy tại sao? Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, chẳng lẽ cổ mệnh huynh không thấy tò mò về lai lịch của Diệp Huyên kia sao? Lai lịch của Diệp Huyên? Cổ mệnh im lặng. Tất nhiên y cũng tò mò về lai lịch của Diệp Huyên, nhất là hai người đứng sau hắn, nhất là cô gái váy trắng kia, người này có thể chế tạo ra được thần kiếm cỡ ấy, chắc chắn là không tầm thường. Đối phương vô cùng có thể là một thợ rèn siêu cấp. Thái Nhất Sinh Thủy lại nói, chỗ đáng sợ nhất của Diệp Huyên không phải là thực lực của hắn, mà là người đứng sau hắn. Người có thể bồi dưỡng ra được thiên tài bực đó, tất nhiên không phải là hạng tầm thường. Nhất là cô gái váy trắng kia, người này có thể hòa thời không chi đạo vào trong kiếm, năng lực đó. Nói đến đây, trong mắt gã ánh lên một tia lo lắng, cô gái này thật sự không đơn giản. Không ngờ rằng vũ trụ của chúng ta lại có một thợ rèn đẳng cấp như vậy. Cổ mệnh gật đầu, đúng là không đơn giản, nhưng vì sao chúng ta lại chưa từng nghe qua tên của cô gái này? Thái Nhất Sinh Thủy khẽ gật đầu, theo lý mà nói, cô gái có năng lực như thế không thể yên lặng vô danh được, nhưng cả hai chúng ta đều từng nghe qua tên của nàng. Nói rồi, gã cau mày lại, lẽ nào đúng như lời đồn, Diệp Huyên và cô gái váy trắng kia đều là khách ngoại lai? Cổ mệnh liền lắc đầu, không thể. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn về phía cổ mệnh, vì sao không thể? Cổ mệnh trầm giọng nói, ta đã điều tra Diệp Huyên này rồi, tên này ăn nói bịp bợm, thích lừa người, hắn bảo mình là khách ngoại lai gì gì đấy, nhìn là biết bịa ra để lừa phỉnh người khác rồi. Thái Nhất Sinh Thủy trầm tư một lát rồi nói, cho dù là thế nào đi nữa,
nếu tinh mệnh môn đã tìm được phụ thân của tên này thì chúng ta phải đích thân đi gặp gỡ mới được. Ta cũng muốn xem thử xem, người sau lưng Diệp Huyên kia rốt cuộc ghê gớm đến chừng nào. Cổ Mệnh gật đầu, ta cũng vậy. Y cũng vô cùng tò mò về người sau lưng Diệp Huyên. Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên cười nói, hy vọng là mạnh một chút, nếu không thì nhạt nhẽo quá. Cổ Mệnh cũng cười nói theo, đúng vậy. Nói xong, hai người cùng cười với nhau, sau đó biến mất ở điểm kết của tinh không. Chấm chấm chấm. Một bên khác, ba người Diệp Huyên lúc này đang chạy về phía tinh vực cổ thần. Nhưng bọn họ không chậm chạp như hai người Thái Nhất Sinh Thủy, dù sao Diệp Huyên cũng có kiếm Thanh Huyên. Tuy hắn không biết vị trí cụ thể của thần cổ giới, nhưng Tiểu An và Tĩnh Chi lại biết. Ba người chỉ mất mười mấy hơi thở lã đã đến tinh vực thần cổ. Lúc xuất hiện ở tinh vực thần cổ, sắc mặt của Tiểu An và Tĩnh Chi đều trở nên nghiêm túc. Các nàng cũng phải thấy sợ với tốc độ này. Phải biết cho dù là với thực lực của các nàng, muốn từ nơi vừa nãy đến được tinh vực thần cổ này cũng mất ít nhất chừng nửa tháng. Nhưng Diệp Huyên lại chỉ mất mười mấy hơi thở. Quá kinh khủng. Tĩnh Chi đột nhiên nói, thanh kiếm này của ngươi có thể bỏ qua thời không của vũ trụ hiện hữu này. Nói rồi, nàng ấy nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, trong mắt ánh lên một tia phức tạp. Muội muội của ngươi không chỉ đáng sợ bình thường thôi đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên cười ha ha, Thanh Nhi và ta đều rất mạnh. Tĩnh Chi lạnh lùng hỏi, không biết Diệp thiếu đây mạnh ở đâu. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, ta có một muội muội khủng bố như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ mạnh. Vẻ mặt Tĩnh Chi sượng đi, một lát sau, nàng ấy giơ ngón cái lên, da mặt Diệp thiếu dày thật, tự cổ chí kim đều hiếm thấy. Ta phục. Diệp Huyên. Tiểu An nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng từng rời khỏi nơi đây, bây giờ lại trở về, tâm trạng tất nhiên có chút phức tạp. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Tiểu An, khẽ nói, có muốn về thánh đường xem thử trước không? Bên cạnh, Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, đúng vậy đấy. An Võ Quân có muốn về xem thử không? Tiểu An liếc mắt nhìn Tĩnh Chi, lạnh nhạt đáp, không cần. Tĩnh Chi cười cợt, không nói gì nữa. Nàng ấy và Tiểu An vẫn thù hận nhau, nhưng nàng ấy cũng hiểu rõ, bây giờ không phải lúc để đấu đá. Trước tiên cần phải giải quyết Thái Nhất tộc và Cổ Ma tộc đã. Hai thứ này có sức uy hiếp lớn hơn. Diệp Huyên đột nhiên nói, chúng ta đi tinh vực Bắc Cực kia đi. Tĩnh Chi do dự một chốc rồi nói, ta phải về thánh đường một chuyến để thu xếp đã. Diệp Huyên hỏi, thu xếp gì? Tĩnh Chi cười nói, hiện tại ta đã đứng về phía ngươi rồi. Ngươi cảm thấy Cổ Ma tộc và Thái Nhất tộc sẽ bỏ qua cho thánh đường ta à? Nếu ta không thu xếp trước thì e là đến lúc đó thánh đường lại bị đánh úp mà không trở tay kịp. Diệp Huyên gật đầu, vậy cũng đúng, chúng ta đến thánh đường trước vậy. Tĩnh Chi nhìn về phía Tiểu An, cười cười, đang định nói gì đó thì Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, Tĩnh Chi cô nương, đi thôi. Tĩnh Chi liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cười đáp đi. Ba người đi tới thánh đường. Diệp Huyên liếc nhìn Tiểu An, hắn có thể cảm nhận được Tiểu An muốn về thánh đường. Nhưng cũng bình thường thôi, dù sao nàng cũng từng là thánh chủ thánh đường. Chỉ chốc lát, ba người đã đến thánh đường nằm trong thánh vực một thế giới nhỏ độc lập. Lúc vừa vào thánh vực, một ông lão áo trắng xuất hiện trước mặt ba người, khi ông lão nhìn thấy Tiểu An, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngươi. Ngươi là An Võ Quân. Vẻ mặt Tiểu An bình tĩnh. Không nói lời nào. Mà ông lão áo bào trắng kia lại như gặp đại địch, trong mắt ngập tràn đề phòng. Tĩnh Chi ở bên đột nhiên nói, ngươi không nhìn thấy ta à? Nghe vậy, ông lão áo bào trắng nhìn về phía Tĩnh Chi, lão vội cung kính thi lễ, thánh chủ. Tĩnh Chi lạnh nhạt nói, đừng sốt sắng như thế, An Võ Quân không ăn ngươi đâu. Ông lão áo bào trắng liếc Tiểu An một cái, trong lòng có chút nghi ngờ. Thánh chủ và An Võ Quân sao lại đi chung một nhóm với nhau rồi? Hai người hòa thuận lại rồi hả? Tĩnh Chi đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, bảo tất cả cường giả ở ngoài thánh đường trở về ngay lập tức. Ông lão áo bào trắng ngây người, đang định nói gì đó thì Tĩnh Chi đã cau mày lại, thế là lão liền đáp tuân mệnh. Nói xong, lão liền xoay người biến mất. Tiểu An đột nhiên nói, ta đi gặp sư phụ. Nói rồi.
nàng đã xoay người đi về một bên khác. Tĩnh Chi liếc mắt nhìn Tiểu An, không nói gì. Sư phụ mà Tiểu An nói tới cũng chính là phụ thân của nàng ấy. Diệp Huyên vội vàng đuổi theo, hắn sợ hai cô gái này bỗng dưng nổi hứng đánh nhau. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã theo Tiểu An đi đến một động phủ ở sau núi, trong hang động này có đặt hơn 100 cái linh bài. Đều là linh bài tổ tiên của Thánh Đường. Hơi nhiều. Tuy rằng khi tu luyện đến một trình độ nhất định là có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng dù sao cũng không thể mãi mãi trường tồn, chung quy vẫn sẽ có một ngày quay về với hư vô, ngoài ra cũng có vài người có cái chết không hề bình thường nữa. Tiểu An bước nhanh đến trước một linh bài, nàng chậm rãi quỳ xuống, chỉ yên lặng không nói gì. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi lùi ra. Bên ngoài, Tĩnh Chi cũng đã đến chờ sẵn. Diệp Huyên khẽ cười nói, Tĩnh Chi cô nương. Tĩnh Chi lắc đầu, đừng nói gì cả, ta biết người muốn nói gì. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn biết chuyện giữa Tiểu An và Tĩnh Chi không phải là chuyện hắn có thể giải quyết được. Trừ khi cả hai đều trở thành người phụ nữ của hắn. Vãi! Diệp Huyên cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ hết hồn. Tại sao mình lại có suy nghĩ này? Đúng lúc ấy, một hư ảnh xuất hiện trước mặt Tĩnh Chi, hư ảnh nhìn Diệp Huyên một cái, muốn nói rồi lại thôi. Tĩnh Chi bình tĩnh nói, Diệp công tử không phải người ngoài, có gì cứ nói thẳng. Hư ảnh khẽ gật đầu, gần đây Tinh Mệnh Môn đã có động tác lớn. Bọn họ đã thành lập một trận pháp thần bí ở tinh vực Bắc Cực, cụ thể là gì thì không biết, nhưng Tinh Mệnh Môn đã phát động chí ít mấy vạn cường giả, trong đó có cả môn chủ của bọn họ. Nghe vậy, Tĩnh Chi cau mày lại, bọn họ muốn làm gì? Hư ảnh lắc đầu, không biết nữa. Tĩnh Chi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, bọn họ đã có động thái lớn như vậy, e là đang muốn nhằm vào cha ngươi. Cha ngươi gặp nguy rồi. Diệp Huyên. Nhắm vào cha. Diệp Huyên có chút cạn lời. Vì sao đang yên đang lành lại đi nhắm vào Thanh Nhi với cha? Do hắn không xứng sao? Lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên nói, rốt cuộc thực lực của cha ngươi ra sao? Nàng ấy cũng đã điều tra phụ thân của Diệp Huyên, chỉ biết y là kiếm chủ Kiếm Minh, mà thế lực Kiếm Minh này nói thật lòng cũng không phải mạnh mẽ gì. Có điều, trong suy nghĩ của nàng ấy, phụ thân của Diệp Huyên hẳn không phải là người bình thường. Phải biết huyết mạch của Diệp Huyên không hề đơn giản. Diệp Huyên nói, mạnh hơn ta một chút. Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, nói thật đi. Diệp Huyên cười đáp, đánh ngang tay với ta. Đánh ngang tay. Tĩnh Chi cau mày lại, thật à. Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc nói, thật 100%. Tĩnh Chi liếc mắt nhìn Diệp Huyên, quỷ mới tin ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão áo bào trắng khi trước lại xuất hiện trước mặt Tĩnh Chi. Lão thi lễ một cái rồi nói, Thánh chủ, người của chúng ta đã về lại Thánh đường hết rồi, đang đợi Thánh chủ căn dặn. Tĩnh Chi gật đầu, biết rồi. Ông lão áo bào trắng liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó lui xuống. Tĩnh Chi đột nhiên nhìn về phía hang động kia, nàng ấy khẽ cười nói, nàng rất quan tâm đến ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, Tiểu An. Tĩnh Chi gật đầu, đúng, nếu không phải bởi vì ngươi. Nàng ta đã ra tay với ta rồi. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi nói, mâu thuẫn giữa các cô. Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, lão già đã chết ở bên trong kia nói ta không bằng nàng, nhưng sự thật đã chứng minh, ta không hề kém hơn nàng ta. Nói rồi, nàng ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Tĩnh Chi, hắn có thể cảm nhận được Tĩnh Chi vẫn còn hận thù phụ thân của mình nhiều lắm. Diệp Huyên khẽ thở dài. Hắn không khuyên bảo gì Tĩnh Chi cả, bởi vì hắn không trải qua chuyện của nàng ấy, bởi vậy hắn không có tư cách gì để khuyên giải người ta. Chưa khổ như người ta, thì đừng khuyên người ta lương thiện. Đúng lúc này, Tiểu An đi ra. Tiểu An đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nói, nơi đây đã không còn thân quen nữa rồi. Diệp Huyên khẽ cười nói, có ta mà. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên bỗng nắm lấy tay Tiểu An, chúng ta đi thôi. Nói rồi, hắn kéo Tiểu An đi về phía xa. Mà lần này Tiểu An cũng không còn phản kháng nữa, nàng đã cho phép Diệp Huyên kéo mình đi như vậy.
Diệp Huyên quay đầu nhìn Tiểu An, cười nói cảm ơn nhé. Tiểu An có chút không hiểu, cảm ơn cái gì? Vì nghĩ cho ta, muội đã không ra tay với Tĩnh Chi cô nương. Tiểu An im lặng một lát rồi nói, bây giờ huynh đang cần sự giúp đỡ của nàng ấy và thánh đường. Diệp Huyên đang định đáp lời thì Tĩnh Chi đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, nàng ấy nhìn cả hai tay trong tay thì cười bảo, hai người các ngươi định đi đâu cũng vậy à? Diệp Huyên cười hỏi, Tĩnh Chi cô nương có tin tức gì à? Tĩnh Chi gật đầu, vừa nhận được tin, Thái Nhất Sinh Thủy và Cổ Mệnh đã đến thần cổ giới. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nhanh thế à? Tĩnh Chi gật đầu, hẳn là được Tinh Mệnh Môn giúp đỡ. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tinh Mệnh Môn này rốt cuộc là thế lực ra sao? Tĩnh Chi nói, một thế lực thích nghiên cứu đủ thứ trên đời. Nhất là thời không chi đạo, thực lực tổng hợp của bọn họ không quá mạnh, nhưng cũng không yếu, bởi vì bây giờ bọn họ đang có một vị thần đế còn sống. Có điều không ai thấy người đó cả. Thứ bọn họ am hiểu nhất chính là thời không chi đạo. Bọn họ quả thật vô cùng giỏi trong việc thành lập truyền tống trận, trong tình huống bình thường, chúng ta đến chỗ ngươi cần khoảng nửa tháng, nhưng đi thông qua truyền tống trận của bọn họ thì có thể rút ngắn được rất nhiều ngày, với cường giả cỡ Thái Nhất Sinh Thủy và Cổ Mệnh thì còn có thể nhanh hơn nữa. Bởi vì thực lực của hai người bọn họ đủ mạnh, có thể bỏ qua những ảnh hưởng truyền tống trận thời không mang đến. Nói xong, nàng ấy bỗng cau mày lại, vốn dĩ bọn họ là thế lực công lập, là kiểu không dính líu đến tranh chấp ở thế tục. Nhưng không ngờ rằng lần này họ lại công nhiên đứng về phía cổ ma tộc và Thái Nhất. Hẳn là cổ ma tộc và Thái Nhất đã hứa hẹn với bọn họ gì đó. Tiểu An đột nhiên nói, Kiếm Thanh Huyên. Nghe vậy, Tĩnh Chi gật đầu, chỉ có Kiếm Thanh Huyên và tiểu tháp của ngươi mới có thể lung lay được Tinh Mệnh Môn, bởi vì với tính cách của đám người kia, họ chắc chắn rất muốn nghiên cứu tiểu tháp và Kiếm Thanh Huyên của ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói. Lúc trước người của cô nói Tinh Mệnh Môn đang thành lập một trận pháp gì đó ở tinh vực Bắc Cực, có tin tức cụ thể hơn chưa? Tĩnh Chi lắc đầu, hiện tại xung quanh nơi đó đâu đâu cũng là trận pháp, người của chúng ta không vào được, nên cũng không cách nào biết được bên kia rốt cuộc đang xây dựng trận pháp gì. Nhưng theo ta đoán thì có lẽ là muốn nhắm vào cha ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu An đột nhiên nói, đến tinh vực Bắc Cực. Diệp Huyên gật đầu, đi thôi. Thật ra hắn cũng muốn biết thử đám người kia nhằm vào cha như thế nào. Tĩnh Chi đột nhiên nói, cứ đi như vậy à? Diệp Huyên nhìn về phía Tĩnh Chi, không thì sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, hình như ngươi không lo lắng chút nào cho cha mình hết. Ngươi nói thật với ta đi, cha ngươi mạnh lắm đúng không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Tĩnh Chi cô nương, ta đã nói với cô rồi, cha ta chỉ mạnh hơn ta một chút thôi, thật đấy. Tĩnh Chi khẽ nhíu mày, vậy tại sao ngươi không lo cho ông ấy? Ông ấy là cha đẻ của ngươi đó. Bây giờ có đến ba thế lực siêu cấp đang nhắm vào ông ấy. Ngươi không sợ ông ấy bị giết chết sao? Diệp Huyên mở to mắt, sau đó đáp, cũng hơi sợ. Tĩnh Chi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, đi thôi. Nói rồi, hắn liền dẫn theo Tiểu An biến mất ở nơi cuối chân trời. Tĩnh Chi cau mày, đồ bất hiếu. Nói xong, nàng ấy cũng biến mất theo. Tinh vực Bắc Cực nằm về phía bắc xa xôi nhất của tinh vực thần cổ, nơi đây hoang vu, linh khí cằn cỗi, bởi vậy có rất ít nhân loại, cho dù có thì cũng chỉ là một vài tán tu thực lực kém cỏi. Mà bây giờ đây, trong một vùng núi nọ của tinh vực Bắc Cực lại đang có hơn 10.000 cường giả siêu cấp tụ tập lại. Tinh Mệnh Tông. Một lão già đứng trước một thung lũng, lão đưa mắt nhìn xuống dưới rồi khẽ cau mày. Người này chính là môn chủ của Tinh Mệnh Môn Đạo Tinh Tử. Mà ở dưới thung lũng nó có một trận pháp ánh sao đồ sộ, có điều trận pháp này vẫn chưa được hoàn thành xong, bởi vì ở bên mép trận pháp vẫn còn có mấy trăm trận pháp sư của Tinh Mệnh Môn đang không ngừng vẽ một vài phù văn kỳ dị. Đúng lúc này, hai người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đạo Tinh Tử. Người tới chính là Cổ Mệnh và Thái Nhất Sinh Thủy. Hai người này vốn dĩ phải mất nửa tháng mới đến được tinh vực thần cổ, nhưng bởi vì có Tinh Mệnh Môn giúp đỡ, nên họ đã rút ngắn được mấy ngày thời gian. Đạo Tinh Tử đột nhiên nói, Diệp Huyên đã đến tinh vực thần cổ. Thái Nhất Sinh Thủy khẽ nhíu mày, nhanh như vậy. Đạo Tinh Tử cười nói, xem ra đúng như lời các ngươi nói,
thanh kiếm trong tay người này ẩn chứa thời không chi đạo đã vượt qua thời không của vũ trụ này. Thái Nhất Sinh Thủy gật đầu, người này có thể từ nơi xa xôi như thế đến được đây nhanh như vậy, xem ra thanh kiếm kia ẩn chứa thời không chi đạo vượt quá cả dự liệu của chúng ta. Đạo Tinh Tử híp mắt lại, hai vị, kiếm này từ đâu đến tinh mệnh môn ta không quan tâm. Nhưng dù ai trong số các ngươi có được nó, cũng phải trước tiên giao cho tinh mệnh môn nghiên cứu 3 tháng. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, tất nhiên. Nói rồi, gã nhìn Cổ Mệnh. Cổ Mệnh cũng mỉm cười, không thành vấn đề. Đạo Tinh Tử gật đầu, lão nhìn trận pháp ở phía dưới rồi nói, một khi trận pháp này hoàn thành là có thể nghịch chuyển được thời không nơi đây, từ đó tìm được vị trí thời không hiện tại của người đàn ông áo xanh. Thái Nhất Sinh Thủy khẽ nhíu mày, như thế không chỉ là nghịch chuyển thời không. Đạo Tinh Tử cười nói, đúng. Không chỉ nghịch chuyển thời không nơi đây, mà còn tráo đổi thời không ở đây với vị trí thời không hiện tại của người đàn ông áo xanh kia. Nghe vậy, Cổ Mệnh cau mày, làm được ư? Đạo Tinh Tử cười nói, Cổ Mệnh huynh, tất nhiên là làm được. Thời không chi đạo vô cùng ảo diệu. Theo như lời của tổ tiên đạo tinh môn chúng ta nói, thì nếu có thể nghiên cứu đến tận gốc rễ của thời không chi đạo, chúng ta không chỉ có thể nghịch chuyển thời không, mà còn có thể nghịch chuyển tương lai. Chính là đánh cháo thời không hiện tại với thời không ở tương lai. Thái Nhất Sinh Thủy trầm giọng nói, vậy tổ tiên của ngươi đã làm được chưa? Đạo Tinh Tử lắc đầu, đến chết cũng chưa làm được. Thái Nhất Sinh Thủy gật đầu, đây đúng là chuyện không khả thi lắm. Đạo Tinh Tử nhẹ giọng nói, kiếm trong tay của vị Diệp công tử kia, ta thật lòng muốn tìm hiểu. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, hiện tại không phải hắn cũng đang ở tinh vực thần cổ sao? Đợi giải quyết phụ thân của hắn xong thì lại đối phó với hắn, đơn giản thôi mà. Tuy Diệp Huyên có thể trốn thoát khỏi thời không này, nhưng người bên cạnh hắn lại không có năng lực đí. Đạo Tinh Tử khẽ gật đầu, lão nhìn xuống dưới, lúc này đây, chập pháp ánh sao ở dưới đột nhiên rung lên. Cổ Mệnh hỏi, thành công rồi. Đạo Tinh Tử gật đầu, lão nhấc nhẹ hai tay lên, miệng lầm bầm một vài thần chú kỳ lạ không biết tên, dần dần. Thời không phía trên trận pháp ánh sao kia trở nên vặn vẹo. Xung quanh, những cường giả của tinh mệnh môn cũng bắt đầu đua nhau đọc thầm thần chú. Thời không phía trên pháp ánh sao ngày càng vặn vẹo, cũng ngày càng trừu tượng. Cổ Mệnh và Thái Nhất Sinh Thủy nhìn chằm chằm vào thời không vặn vẹo và trừu tượng kia, chẳng mấy chốc, bên trong đó đã xuất hiện một bóng người mơ hồ. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo xanh xuất hiện bên trong thời không vặn vẹo đó. Thấy thế, trong mắt Đạo Tinh Tử lóe lên một sự hưng phấn, sau đó lão gào lên, đánh cháo thời không. Phía dưới, nhóm cường giả của tinh mệnh môn cũng đua nhau hét lên, đánh cháo thời không. Thời không phía trên trận pháp ánh sao lập tức hư huyễn, lúc thời không hoàn toàn trở nên trong suốt, một người đàn ông mặc áo xanh đã xuất hiện trước mặt mọi người. Bản thể. Có điều y không phải đang ở trong mảnh thời không này. Mà là đang trong một mảnh thời không khác, chỉ là y đang dùng một phương thức đặc thù để xuất hiện ở đây. Lúc này, một nhóc màu trắng lông xù bỗng xuất hiện ở trên vai người đàn ông áo xanh, nó nhìn ráo rác xung quanh, vẻ mặt vô cùng tò mò. Ở một bên, Đạo Tinh Tử kia vuốt râu nở nụ cười, tìm được rồi. Phía xa, nhóc màu trắng quay đầu nhìn về phía người đàn ông áo xanh, trong mắt tràn ngập sự nghi hoặc. Tại sao lại muốn đến đây? Mặc dù là đám người Đạo Tinh Tử tìm người đàn ông áo xanh, nhưng y mới là người chủ động đi đến. Người đàn ông áo xanh lạnh nhạt nói, nhìn là biết thằng nghịch tử kia lại gây họa. Sau này nếu nó không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta đánh què chân nó. Nhóc màu trắng. Phía xa xa, Đạo Tinh Tử quay đầu nhìn về phía Cổ Mệnh và Thái Nhất Sinh Thủy, ra tay đi. Trận pháp này tiêu hao rất nhiều, chúng ta không kiên trì được lâu đâu. Thái Nhất Sinh Thủy quay đầu nhìn Cổ Mệnh, cười nói, Cổ Mệnh huynh, ta đánh hay ngươi đánh? Cổ Mệnh liếc mắt nhìn người đàn ông áo xanh kia, khẽ mỉm cười, ta sao cũng được. Nghe thấy lời của hai người Cổ Mệnh, Đạo Tinh Tử khẽ nhíu mày lại, đừng xem thường người này. Trực giác nói cho lão biết, người đàn ông áo xanh ở mảnh thời không khác trước mắt này không hề đơn giản. Lúc này đây, trong lòng lão có chút bất an. Nghe Đạo Tinh Tử nói thế, Thái Nhất Sinh Thủy và Cổ Mệnh cùng nhìn người đàn ông áo xanh ở phía xa kia,
bấy giờ, nụ cười trên mặt hai người đã tắt. Nhìn không thấu. Cho dù là cổ mệnh hay là thái nhất sinh thủy, lúc này đây cả hai bọn họ đều không nhìn thấu được người đàn ông áo xanh này. Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ một bên, cha. Nghe vậy, mọi người đều quay đầu nhìn lại cách đó không xa có ba người đang chậm rãi đi đến. Chính là Diệp Huyên, Tĩnh Chi và Tiểu An. Khi thấy cha, hắn có chút dở khóc dở cười. Mẹ kiếp! Tinh mệnh môn này đúng là đỉnh, vậy mà tìm ra cha hắn được cơ đấy. Khâm phục! Người đàn ông áo xanh đánh giá Diệp Huyên một chút rồi lắc đầu, sao vẫn kém thế? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Người đàn ông áo xanh lại nhìn sang Tĩnh Chi và Tiểu An, y khẽ mỉm cười, nương tử của con hết đấy à? Vẻ mặt của Tĩnh Chi và Tiểu An lập tức trở nên mất tự nhiên. Diệp Huyên đang định nói thì Tĩnh Chi đã cướp lời, các hạ hiểu lầm rồi. Ta không phải. Lúc này nàng ấy thấy hơi bực. Xem ra ông cha này cũng không đứng đắn gì. Người đàn ông áo xanh lại nhìn sang Tiểu An, vậy là ngươi rồi. Tiểu An đang định nói chuyện thì người đàn ông áo xanh đột nhiên cười nói, đã là người Dương gia thì đằng nào cũng phải có chút lễ chứ nhỉ. Nói rồi, y xòe tay ra, một tia kiếm quang bỗng bay ra, một khắc sau, kiếm quang đã chui vào giữa hàng mày của Tiểu An. Chỉ chốc lát, toàn thân Tiểu An run lên kịch liệt, ngay sau đó, một hơi thở cực kỳ khủng bố bỗng bộc phát từ trong cơ thể của nàng. Toàn bộ tinh vực Bắc Cực lập tức sôi sục lên. Không đúng. Phải là toàn bộ thần cổ giới đều sôi sục lên. Thời khắc này, tất cả mọi người đều thấy bối rối. Ngay cả Tiểu An cũng thế. Xảy ra chuyện gì? Tĩnh Chi có chút khó tin nhìn Tiểu An trước mắt chuyện này. Nàng ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng ấy biết Tiểu An đang lột xác. Lột xác thật sự. Người đàn ông áo xanh này rốt cuộc đã làm gì? Ở một bên khác, đạo tinh tử kia cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo xanh, lão siết chặt hai tay lại, cơ thể đang run rẩy. Mà cổ mệnh và thái nhất sinh thủy lúc này cũng đã nghiêm mặt lại. Nhưng vào khoảnh khắc này, trong cơ thể Tiểu An lại đột nhiên bùng nổ ra một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa liền trở nên hư huyễn. Mà linh hồn của nàng lại chậm rãi thoát khỏi cơ thể, cùng lúc đó, bản thể của nàng lại đang từ từ phân giải. Tất cả mọi người đều bối rối. Đây là đang làm gì? Thân thể phân giải. Chẳng bao lâu sau, thân xác của Tiểu An đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi linh hồn. Nhưng vào lúc này, trong trời sao xa xôi, có một cánh cửa đá dần hiện ra, dưới sự quan sát chăm chú của mọi người, cửa đá kia chậm chậm mở ra. Một giọng nói tang thương bỗng truyền đến từ sau cánh cửa đó, vào thần môn ta, có thể đúc minh hồn. Bằng lòng không? Thần môn? Mọi người nghe mà ngớ người. Tiểu An cũng chẳng hiểu gì. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên cười nói, người của Dương gia ta há lại để cho thần môn nho nhỏ nhà ngươi mơ ước. Mau đúc minh hồn cho nàng ấy, bằng không ta diệt cả môn của ngươi. Mọi người! Làm càn! Bên trong thần môn, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, bọn xấu xa ớt ơ từ đâu ra mà dám miệt thị thần môn ta, ngươi sẽ. Người đàn ông áo xanh đột nhiên rút kiếm ra chém, một luồng kiếm quang liền bắn vào trong thần môn kia. Thần môn rung lên kịch liệt, sau đó rạn nứt. Một khắc sau, lại có giọng nói vang lên, đại lão bất giận, chúng ta sẽ đúc minh hồn cho nàng ngay. Vừa dứt lời. Vô số tia sáng trắng đột nhiên tuôn ra từ trong cánh cửa kia, những tia sáng đó ào ào tràn vào cơ thể Tiểu An như tủy triều. Nháy mắt, linh hồn của Tiểu An rung lên kịch liệt, dần dà, thân thể của Tiểu An lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Chẳng mấy chốc, thân thể Tiểu An đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ thế, thời không quanh thân nàng cũng chợt trở nên vặn vẹo, đương lúc mọi người nhìn chăm chú, Tiểu An chợt nhảy khỏi thời không của vũ trụ này. Mà trước mặt nàng không xa bỗng có một thềm đá xuất hiện, thềm đá này nối thẳng đến cửa đá kia. Mà cho dù là Tiểu An của bây giờ, hay thềm đá và cửa đá kia, tất cả đều không thuộc mảnh thời không này. Trên cả thần hồn. Lúc này, đạo tinh tử ở gần đấy đột nhiên run giọng nói, nàng. Nàng đã đạt đến trên thần hồn. Trên thần hồn là gì?
không ai biết cả. Bởi vì từ trước đến nay, chưa một ai đột phá qua được thần hồn, cho dù là Thái Nhất Sinh Thủy cùng lắm cũng chỉ là thần hồn cảnh. Tất nhiên thần hồn cảnh cũng phân mạnh yếu. Nhưng nếu là trên cả thần hồn, thì không một ai biết đó là cảnh giới gì. Mà lúc này đây, Tiểu An đã đột phá khỏi thần hồn. Bấy giờ, người đàn ông áo xanh đột nhiên vung tay phải lên, thềm đá trước mặt Tiểu An lập tức biến mất, mà cánh cửa đá kia càng run lên cầm cập, một lát sau nó cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Tiểu An nhìn hai tay của mình, một khắc sau, nàng chậm rãi ép tay phải xuống dưới. Ầm. Chớp mắt, toàn bộ thời không của tinh vực Bắc Cực liền trở nên vặn vẹo, như sắp vỡ vụn. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đám người đạo tinh tử liền thay đổi hoàn toàn. Tiểu An thu tay về, nàng quay sang người đàn ông áo xanh, hơi thi lễ, đa tạ. Lúc này đây, nàng đã hoàn toàn thoát ly khỏi thời không của vũ trụ này. Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười, đều là người trong nhà cả, không cần khách sáo đâu. Tiểu An. Diệp Huyên ở bên đột nhiên nói, cha cha, cha cũng làm thế cho con đi. Cho con thoát khỏi thời không của vũ trụ này với. Người đàn ông áo xanh đánh giá Diệp Huyên một lúc rồi lắc đầu, con không được. Diệp Huyên có chút không rõ, tại sao? Người đàn ông áo xanh đáp, yếu quá. Diệp Huyên. Đúng lúc này, đạo tinh tử kia chợt run giọng hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Người đàn ông áo xanh nhìn về phía đạo tinh tử, cười nói, không phải ngươi tìm ta đến à? Sao còn hỏi ta là ai? Đạo tinh tử hơi, cung kính đáp, tiền bối, đây chỉ là hiểu lầm. Người đàn ông áo xanh rút kiếm ra chém. Xoẹt. Tích tắc, mấy vạn cái đầu của các cường giả tinh môn lập tức bay ra ngoài, cảnh tượng này vô cùng tanh máu. Người đàn ông áo xanh nhìn đạo tinh tử, cười nói, đây cũng chỉ là hiểu lầm. Đạo tinh tử. Người đàn ông áo xanh đột nhiên có chút khó hiểu, ta có một chuyện khá thắc mắc. Các ngươi xảy ra mâu thuẫn với nhi tử của ta, đây vốn dĩ là chuyện của các ngươi, ta cũng chẳng nhúng tay vào. Nhưng vì sao các ngươi lại không nhắm vào nó mà lại đi tìm ta? Tại sao vậy? Diệp Huyên ở bên nhanh nhỏ trả lời, bọn họ muốn nhổ cỏ tận gốc. Người đàn ông áo xanh trừng mắt với Diệp Huyên một cái, mấy chuyện này con có thể tự giải quyết được không vậy? Đừng có động một tí lại muốn ta và thiên mệnh đến giúp con. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, cha, cha nói chuyện có lương tâm tí đi nhé. Con chưa bao giờ chủ động tìm cha với Thanh Nhi cả. Trời đất chứng giám, là do bọn họ tự đi tìm cha, chứ chẳng liên quan gì đến con cả. Người đàn ông áo xanh không nói gì. Hình như là vậy thật. Diệp Huyên lại nói, thật ra cho dù không có cha và Thanh Nhi thì con cũng giải quyết được bọn họ thôi. Với con mà nói, bọn họ cũng như hạt bụi à, phất tay một cái là bay hết. Nghe thế, mọi người đều quay đầu nhìn Diệp Huyên. Phất tay là bay hết. Đây là lời thật lòng à. Người đàn ông áo xanh cười nói, vậy con tự mình giải quyết đi. Nói rồi, thân thể y đột nhiên trở nên hư huyễn. Thấy thế, mí mắt Diệp Huyên giật lên, hắn vội hô, cha. Chờ đã. Người đàn ông áo xanh cười hỏi, sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, cha biết tại sao bọn họ tìm cha mà không tìm Thanh Nhi không? Tại sao? Bọn họ nói cha yếu hơn Thanh Nhi, dễ bắt nạt hơn. Đệt! Người đàn ông áo xanh đột nhiên quay phát lại nhìn đạo tinh tử, một khắc sau, đạo tinh tử kia liền bị đánh bay, cùng lúc đó, hai luồng kiếm quang khác cũng đâm vào giữa hàng mày của Cổ Mệnh và Thái Nhất Sinh Thủy. Rầm rầm. Thân thể của Cổ Mệnh và Thái Nhất Sinh Thủy lập tức vỡ nát, chỉ còn dư lại linh hồn. Xiết trong nháy mắt. Cả ba người đều ngớ ra. Đây là lần đầu tiên người đàn ông áo xanh ra tay, vậy mà cả ba người bọn họ đã bị giết ngay lập tức. Đạo tinh tử chỉ còn dư lại linh hồn ngu cả người, rốt cuộc lão đã làm gì? Chẳng lẽ đây chính là tự mình tìm chết trong truyền thuyết? Ở một bên khác. Tĩnh Chi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ấy nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi nói cha ngươi chỉ mạnh hơn mình một chút. Diệp Huyên mở to mắt đáp, đúng vậy đó. Tĩnh Chi tức giận nói, không biết xấu hổ, đây mà là mạnh hơn một chút hả? Chắc phải là 100 triệu chút ấy. Diệp Huyên. Lúc này, Thái Nhất Sinh Thủy bên kia bỗng nói, người này đã thoát khỏi vũ trụ hiện hữu. Nghe vậy,
mọi người đều nhìn về phía người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh đột nhiên xòe tay ra, một thanh thước xanh xuất hiện trong tay y, thế là y tiện tay vung lên. Ầm. Diệp Huyên ở phía dưới lập tức bị hất bay, trong quá trình bị thổi bay đó, thân thể hắn nhanh chóng rạn nứt. Tất cả mọi người đều bối rối. Sao lại đánh tới con mình luôn rồi? Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn cũng hơi ngu người, cha, gì vậy? Người đàn ông áo xanh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, thực lực không ra làm sao, chỉ biết khua môi múa mép, hạng như con mà đòi vượt qua ta và thiên mệnh. Con lấy gì để vượt qua? Ra mặt à? Lúc này, tiểu tháp trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên không nhịn được mà nói, chủ nhân, ra mặt của tiểu chủ là di truyền từ người đó. Nghe thế, nhóc màu trắng trên bả vai người đàn ông áo xanh liền trợn tròn mắt. Tiểu tháp bây giờ giữ thế luôn. Người đàn ông áo xanh mở tay ra, tiểu tháp liền xuất hiện trước mặt y, thế là nó vội nói, chủ nhân, người muốn làm gì? Người đàn ông áo xanh vung thước lên. Ầm. Tiểu tháp bị đánh bay ra ngoài, khi nó dừng lại thì toàn thân đã nứt toác. Tiểu tháp run giọng nói, chủ nhân, người đàn ông áo xanh lại vung thước, rầm rầm rầm, chẳng mấy chốc, nơi đây liền vang lên từng tiếng hét thảm thiết. Không chỉ có của tiểu tháp, mà còn cả Diệp Huyên. Hai đứa đều bị đánh. Tiểu tháp ở phía xa la oai oái, chủ nhân, bây giờ ta là cái tháp đứng đầu khắp chư thiên vạn giới đấy, chừa cho ta chút mặt mũi đi. Người đàn ông áo xanh bỗng dùng thêm sức. Ầm. Tiểu tháp liền bị hất bay đến điểm cuối tinh không, nhưng một khắc sau, nó lại bị một luồng sức mạnh khủng bố tống trở lại. Cứ như vậy, một người một tháp cứ như quả bóng, bị người đàn ông áo xanh đánh bay tới bay lui. Tiểu chủ, chúng ta liên thủ làm phản đi. Ta thấy với thực lực của chúng ta hiện tại đã đủ để đánh tay đôi với chủ nhân rồi đó. Được. Người đàn ông áo xanh đang định ra tay tiếp thì bỗng, tiểu tháp đột nhiên rung lên kịch liệt, từng luồng sức mạnh khổng lồ tuôn ra từ trong cơ thể nó. Thấy cảnh này, nhóc màu trắng trên bả vai người đàn ông áo xanh ngoác to miệng, khuôn mặt không thể tin nổi. Tiểu tháp rốt cuộc đã trải qua những gì? Làm sao lại thành như bây giờ? Còn muốn đánh trả nữa cơ? Dữ dội hơn nhị nha luôn. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, xông lên. Nói xong, nó bay thẳng đến chỗ người đàn ông áo xanh. Nhưng Diệp Huyên không hề động đậy. Người đàn ông áo xanh cầm thước dài trong tay chỉ nhẹ về phía trước, tiểu tháp lập tức bị cưỡng chế dừng lại. Ở nơi xa, Diệp Huyên nhanh chóng hành lễ vô cùng cung kính, cha, con sai rồi. Tiểu tháp! Đánh lại cha ấy à? Diệp Huyên thật sự hạn hán lời. Tiểu tháp này sao giờ còn dữ dội hơn cả mình nữa vậy? Nhưng cũng đúng thôi, từ sau khi được Thanh Nhi cải tạo lại, tiểu tháp này có chút hống hách. Mà đúng là nó cũng có tư cách để hống hách như vậy. Nhưng cũng phải nhìn người nữa chứ. Trước mắt là ai? Là cha đó, đừng nói là hắn với tiểu tháp, cho dù là Thanh Nhi đích thân đến cũng chưa chắc đã làm gì được cha. Vậy mà tiểu tháp này lại muốn đánh tay đôi với cha. Không biết nghĩ gì trong đầu nữa. Người đàn ông áo xanh nhìn tiểu tháp trước mắt, không gặp một thời gian, gan của ngươi nở ra hơi lớn đấy. Tiểu tháp run giọng nói, chủ nhân, ta, đều là do tiểu chủ bảo ta làm hết á. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, mẹ kiếp tiểu tháp này lại vụ oan giá họa cho hắn. Người đàn ông áo xanh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cười gằn, tiểu tháp này từ khi theo con cũng trở nên ăn nói hàm hồ, con có tài thật đấy. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh bỗng hỏi, biết tại sao ta đánh con không? Diệp Huyên do dự một chốc rồi đáp, không biết. Người đàn ông áo xanh nói, cũng không có lý do gì cả, chỉ là muốn đánh con một trận thôi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, một lát sau, y khẽ thở dài. Diệp Huyên ngập ngừng một lát rồi nói, cha, có gì cha cứ nói thẳng đi. Người đàn ông áo xanh nói, cũng là lỗi của ta. Nói rồi, y bỗng nhìn về phía Thái Nhất Sinh Thủy và Cổ Mệnh, phía sau hai tên này có thế lực nào không? Diệp Huyên gật đầu, có. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, đi diệt đi. Diệt. Mọi người sửng sốt. Diệp Huyên cũng ngơ ngác, diệt.
Người đàn ông áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có vấn đề gì à? Diệp Huyên trầm mặc. Người đàn ông áo xanh nói, ta không muốn nói mấy đạo lý cao siêu gì đó với con đâu, bây giờ đi diệt thế lực của chúng đi. Diệp Huyên nghĩ một lát rồi gật đầu, vâng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Thái Nhất Sinh Thủy ở phía xa đột nhiên nói, các hạ, chúng ta nhận thua. Muốn chịu thua. Người đàn ông áo xanh nhìn Thái Nhất Sinh Thủy, nhận thua. Người nghĩ đơn giản như vậy à? Thái Nhất Sinh Thủy nhìn người đàn ông áo xanh, người đã thoát khỏi vũ trụ này rồi, không thấy làm vậy là ý lớn hiếp nhỏ à? Người đàn ông áo xanh cười nói, lúc các ngươi nhắm vào nhi tử của ta, có nghĩ đến chuyện ý lớn hiếp nhỏ kia chưa? Sắc mặt Thái Nhất Sinh Thủy hơi khó coi, các hạ, đây là chuyện của hai người chúng ta, không liên quan gì đến tộc nhân cả, ngươi. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, đừng có nhảm nhí với ta chỉ biết ngươi dám động vào người của ta sẽ diệt cả nhà của ngươi. Thái Nhất Sinh Thủy. Mà lúc này Diệp Huyên đã đến Thái Nhất Tộc. Lúc này đây Thái Nhất Tộc hiển nhiên cũng đã biết chuyện ở tinh vực Bắc Cực, bởi vậy toàn bộ Thái Nhất Tộc đều căng thẳng như gặp đại địch. Lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão hơi thi lễ, Diệp Thiếu, việc này là do Thái Nhất Tộc ta không đúng, kính xin Diệp Thiếu giơ cao đánh khẽ, tha cho mấy vạn tính mạng trên dưới Thái Nhất Tộc này. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi lắc đầu, không được. Vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đã bay ra. Xoẹt! Ông lão kia lập tức bị chém đứt cổ. Khắp Thái Nhất Tộc có không ít cường giả. Nhưng ngoại trừ những cường giả tầm cỡ Thái Nhất Sinh Thủy ra, căn bản không có ai đấu lại được Diệp Huyên khi đang cầm kiếm Thanh Huyên. Một giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi Thái Nhất Tộc, mà lúc này đây toàn thân hắn đã đẫm máu. Giết rồi giết, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn đã tự động kích hoạt. Sau khi tiêu diệt Thái Nhất Tộc, Diệp Huyên lại đến cổ ma tộc. Một canh giờ sau, Diệp Huyên trở lại tinh vực Bắc Cực đến trước mặt người đàn ông áo xanh. Thái Nhất Tộc và cổ ma tộc đã biến mất. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên trước mặt, biết tại sao ta bảo con đi giết bọn chúng không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Người đàn ông áo xanh nói đi. Diệp Huyên đáp, bởi vì nếu con thua, người nhà và người thân của con sẽ bị bọn họ diệt sạch, bọn họ chắc chắn sẽ không nhân từ với con. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, con biết được điều này là tốt, không khiến ta quá thất vọng. Tiểu tử, con phải nhớ cho kỹ, ở thế đạo này, không tàn nhẫn, thì không đứng vững được. Nhất là khi con còn có nhiều bạn bè và người thân như vậy, có lòng nhân từ cũng được, nhưng tuyệt không được nhân từ với kẻ địch. Nếu đã là địch thì phải chém cùng giết tận, phải nhổ cỏ cho sạch gốc. Không để chúng có bất kỳ cơ hội báo thù nào. Diệp Huyên gật đầu, con hiểu rồi. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, ta không mong con sẽ thành một người tuyệt tình, càng không muốn con giống ta. Cha chỉ hy vọng con có thể tàn nhẫn hơn một chút. Lúc cần tàn nhẫn thì nhất định phải tàn nhẫn, đừng mềm lòng quá. Dương gia ta không bắt nạt người khác, nhưng không thể để người khác bắt nạt chúng ta được. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Lúc này, Thái Nhất Sinh Thủy bỗng hỏi, người mạnh đến mức nào? Mạnh đến mức nào? Mọi người đều nhìn về phía người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh phất tay áo lên, Thái Nhất Sinh Thủy. Của mệnh và cả đạo tinh tử lập tức bị xóa sổ. Thứ run rế này y không thấy chút hứng thú nào. Trong nháy mắt bị xóa sổ đó, đạo tinh tử lòng đau như cắt. Mẹ kiếp! Rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì? Tập hợp lực lượng toàn tông để khởi động đại trận thời không, vậy mà lại triệu hồi đến một tên biến thái như vậy. Lão ngu biết bao nhiêu? Đây là đi tìm chết trong truyền thuyết ư? Lúc này người đàn ông áo xanh định nói gì đó nhưng lại thôi. Diệp Huyên hỏi, cha muốn nói gì? Người đàn ông áo xanh khẽ thở dài, có một số việc ta không muốn nói với con. Tránh cho con bị đuổi đánh thêm. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nhanh như vậy ạ. Người đàn ông áo xanh cười nói, ở lại đây không có nghĩa lý gì hết. Con cũng nên rời khỏi vũ trụ hiện hữu này rồi. Diệp Huyên vội hỏi, bên ngoài còn có vũ trụ khác sao? Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười, con tự đi xem đi. Nói rồi, thân thể y dần trở nên hư ảo. Lúc này,
Nhóc màu trắng trên bả vai y đột nhiên bay đến trước mặt Tiểu Tháp, nhóc hô móng nhỏ của mình lên, vô số tử khí tràn vào trong cơ thể Tiểu Tháp. Vết thương của Tiểu Tháp nhanh chóng hồi phục. Tiểu Tháp cảm động quá đỗi, vẫn là Tiểu Bạch tốt. Tiểu Bạch mở to mắt nhìn, sau đó hô hô móng nhỏ của mình lên. Ý là sau này Tiểu Tháp đừng có không biết điều nữa. Tiểu Tháp. Lúc này, Tiểu Bạch lại nhìn sang Diệp Huyên, Diệp Huyên vội lấy ra một que kẹo hồ lô đưa cho nhóc. Nhóc màu trắng liền cười tươi, nhóc không chút biến sắc lấy một chiếc nhẫn chứa đổ ra dúi vào tay Diệp Huyên, sau đó khẽ vẫy vẫy tay ý chào tạm biệt. Diệp Huyên cười nói, hẹn gặp lại. Nhóc màu trắng lại leo lên bả vai của người đàn ông áo xanh, sau đó bắt đầu liếm que kẹo hồ lô Diệp Huyên cho. Thấy người đàn ông áo xanh sắp rời đi, thì Tiểu An đột nhiên hỏi, tiền bối, hiện tại ta thuộc cảnh giới nào? Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Tiểu An, lắc đầu, không biết. Tiểu An sửng sốt, người đàn ông áo xanh cười nói, bây giờ ngươi đã có thể thoát khỏi thời không của vũ trụ này, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Mới bắt đầu, sắc mặt Tiểu An liền nghiêm lại. Lúc này, Diệp Huyên ở bên đột nhiên nói, cha, cha giúp Tĩnh Chi cô nương luôn đi. Nghe vậy, Tĩnh Chi quay đầu nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin. Nàng ấy không ngờ rằng Diệp Huyên lại nói chuyện giúp mình. Người đàn ông áo xanh liếc mắt nhìn Tĩnh Chi rồi cười nói, ừ. Nói xong, y đưa tay lên, một luồng kiếm quang nhanh chóng chui vào giữa hàng mày của Tĩnh Chi. Thân thể Tĩnh Chi run lên kịch liệt, ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra từ cơ thể của nàng ấy. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, cha. Cha có thể giúp người khác nâng cảnh giới lên như vậy được luôn à? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, không. Các nàng sở dĩ không thể đột phá được cực hạn của mình cũng không hoàn toàn là do bản thân. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, còn nguyên nhân nào khác à? Người đàn ông áo xanh gật đầu, có một vài nguyên nhân, đợi khi nào con rời khỏi vùng vũ trụ hiện hữu này, cũng chính là khi tiến vào được cánh cửa đá kia, con sẽ tự mình hiểu. Diệp Huyên cười khổ, cha lại dụ con. Người đàn ông áo xanh nói, tiểu tử, ta chỉ có thể nói với con là ba người chúng ta bắt đầu thấy hứng thú với một số chuyện rồi. Mà chuyện có thể khiến chúng ta muốn tìm hiểu, con cảm thấy có thể là chuyện bình thường được sao? Con đường sau này con phải tự mình đi đi thôi. Lần này cha trở về sở dĩ là muốn gặp con một chút, bởi vì lần tạm biệt này, không biết phải mất bao lâu mới gặp lại được. Diệp Huyên trầm giọng nói, đến mức vậy luôn ạ. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, y bỗng nhìn về phía cuối tinh không, nàng đã đi rồi. Ta cũng phải đi thôi. Nói rồi, y liền dẫn theo nhóc màu trắng biến mất. Diệp Huyên cau mày lại. Cha và Thanh Nhi, cả đại ca nữa, rốt cuộc họ đã phát hiện điều gì? Trong một dãy tinh hà không biết tên, một cô gái chậm rãi cất bước. Tinh không này không hề có điểm cuối. Cô gái váy trắng cứ chậm chậm đi về phía trước. Đi không biết bao lâu, cô gái chợt dừng bước, trước mặt nàng không xa có một ngôi nhà tranh nhỏ, trước sân nhà có một ông lão đang nằm trên ghế tre, bên cạnh còn có một ao cá. Ông lão nhìn cô gái váy trắng một chút, rồi híp hai mắt lại. Cô gái váy trắng đi về phía ông lão. Ông lão lên tiếng, người đã có đủ thực lực để rời khỏi vũ trụ mà chúng ta vẽ ra. Cô gái váy trắng không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Ông lão đứng dậy, lão đang định nói gì đó thì đúng lúc này, cô gái váy trắng lại biến mất, lúc xuất hiện lại, nàng đã ở sau lưng lão ta. Xoẹt! Cuống họng ông lão bị cắt đứt, một dòng máu tươi bắn ra. Ông lão trợn tròn hai mắt, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin, làm sao có khả năng? Ngươi chỉ là một nhân loại đê tiện trong chuồng nuôi mà thôi, sao ngươi có thể giết được ta? Cô gái váy trắng đi tới trước ao cá, trong ao không nuôi cá mà là một vùng tinh vực vô tận. Giám sát. Ông lão đang giám sát vùng vũ trụ hiện hữu này. Cô gái váy trắng quay đầu nhìn về phía ông lão vẫn chưa tắt thở kia, các ngươi đang nuôi nhốt sinh linh của vùng vũ trụ hiện hữu này. Ông lão trợn tròn hai mắt, như đã thất thần, ngươi chỉ là loài đê tiện được chúng ta nuôi thành, ngươi không thể giết được ta. Tuyệt đối không thể. Cô gái váy trắng không nói gì. Nàng nhìn xuống ao cá kia, trong đó hiện lên một người. Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, cô gái váy trắng hơi cong môi lên,
nụ cười này khiến thiên địa phải thất sắc. Mà lúc này, ông lão kia đang định nói gì đó tiếp thì đột nhiên, một thanh kiếm đã cắm thẳng vào miệng lão. Phía xa xa, cô gái váy trắng nhìn ao cá, đừng quấy rầy ta ngắm ca ca. Ông lão. Cô gái váy trắng ngắm nhìn một hồi lâu mới nâng mắt, nhìn vào gương mặt tràn ngập khó tin của ông lão gần đó. Nàng ấy vươn tay, làm động tác ấn xuống. Uỳnh. Chớp mắt một cái, không gian quanh ông lão đã trở nên vặn vẹo mờ nhạt. Hình ảnh ông lão cũng dần trở thành một bóng dáng khổng lồ, tuy không khác mấy so với con người nhưng vóc dáng lại to hơn ít nhất 3 lần. Toàn thân còn tỏa ra ánh sáng trắng di động, thoạt nhìn tựa như một người đắm mình trong ánh sáng. Đây chính là bản thể của lão ta. Cô gái váy trắng, thứ gì mà xấu ma chê quỷ hơn. Ông lão gầm lên, nhân loại đê tiện, chúng bây do thần nhân tộc ta tạo ra, sao lại dám. Cô gái váy trắng vung tay. Một tia kiếm quang thẳng tắp đâm xuyên qua giữa trán ông lão. Uỳnh. Tầng ánh sáng lập tức vỡ nát. Chỉ còn để lại linh hồn mờ nhạt của ông lão. Sắc mặt lão ta cứng đờ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, vì sao? Ngươi có thể khiến ta bị thương. Cô gái váy trắng, nhân loại do các ngươi tạo ra. Ông lão trợn mắt nhìn nàng ấy, bỗng dưng tỉnh táo lại chút ít. Cô gái này khác với những nhân loại bình thường. Đúng lúc này, có một luồng khí tức khủng khiếp ùn ùn kéo đến từ phương xa. Sắc mặt ông lão lập tức vặn đi, võ duy đại nhân đến. Ngươi xong rồi con ả kia, ngươi. Cô gái váy trắng rút kiếm chém ra. Xoẹt. Từ nơi xa, một cái thủ cấp đầm đìa máu chảy văng ra ngoài. Xiết trong chớp mắt. Ông lão thấy vậy thì đực mặt ra. Chết rồi. Cô gái váy trắng nhìn khắp bốn phía rồi lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thần nhân tộc sáng tạo ra nhân loại mà yếu đến vậy sao? Nàng ấy dùng giọng hoài nghi hỏi ông lão, ta tưởng các ngươi tạo ra nhân loại cơ mà. Sao lại yếu thế? Sắc mặt lão ta xấu xí vô cùng, thứ nhân loại đê tiện, muốn giết cứ giết, không phải tốn công nhục mạ ta. Thần nhân tộc ta không phải thứ để lũ đê tiện chúng bây có thể tùy tiện hạ nhục, ngươi. Cô gái váy trắng vậy mà lắc đầu, ta không giết ngươi. Nàng ấy cất bước đi được 2 bước thì quay lại nói, vì ngươi quá yếu. Không xứng được chết dưới kiếm của ta. Phụt. Ông lão phun ra một búng máu tươi. Cô gái váy trắng đã biến mất cuối vũ trụ. Sắc mặt ông lão xấu xí vô cùng. Nhân loại này sao có thể mạnh đến vậy? Lúc này, có một người đàn ông trung niên đầu đội ngân quan xuất hiện trước mặt. Ông lão vội lên tiếng, Bình Dương quân đại nhân. Người đàn ông, có nhân loại đột phá được cấm chế chúng ta bày ra. Ông lão gật đầu, đúng vậy. Bình Dương quân quan sát lão, ngươi không địch lại. Sắc mặt ông lão có phần xấu xí, ta không phải đối thủ của ả. Đôi mày Bình Dương quân nhíu lại sâu hơn, một tia nghi hoặc lóe lên trong mắt, sao lại thế được? Nhân loại ở hạ giới dù tu luyện đến cực hạn cũng không thể làm gì thần nhân tộc ta, sao có thể khiến ngươi bị thương? Ông lão, ta cũng rất muốn biết, nhưng kiếm của ả thật sự có thể giết ta. Lão nhìn Bình Dương quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bình Dương quân nhắm mắt lại, vốn tưởng mọi thứ đã nằm trong tay chúng ta, nào ngờ lại có kẻ thoát ra được. Ông lão gật đầu, thực lực của ả kia mạnh vô cùng. Bình Dương quân, ả đã đi đâu? Ông lão chỉ về phía xa, bên kia. Bình Dương quân nhìn theo, ánh mắt lạnh đi, không thể để ả sống sót, càng không được để ả tiếp xúc với văn minh thần đạo của thần nhân tộc ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.